Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 43. Diệp Thần nghe Kỷ Tư Thanh giới thiệu, tò mò nhìn một cái vậy từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi nấc thang. Nấc thang ngang dọc, cố nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là cảm giác uy áp vậy rất là mãnh liệt. Càng phảng phất có một đôi mắt ở chỗ sâu ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Uy hiếp, lạnh như băng, là máu. Chỉ có sự lựa chọn này sao? Diệp Thần nói. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, đúng, trừ phi ngươi nguyện ý hướng Kính Thủy Tiên Sinh nói xin lỗi. Diệp Thần, mặc dù ta đối với Kính Thủy Tiên Sinh nhỏ như vậy người cử chỉ rất là coi thường, thậm chí có chút chán ghét, nhưng là Côn Lôn hư quy tắc chính là như vậy. Kính Thủy Tiên Sinh ở phạm vi này ngàn dặm chi địa, có đầy đủ tiếng nói quyền. Ngươi nếu như đắc tội hắn, sẽ rất phiền toái, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều tông môn và thế lực muốn động ngươi. Côn Lôn hư có chút hèn hạ vô sỉ người tu luyện, vì lấy lòng một cái người, chuyện gì cũng làm. Nghe được Kỷ Tư Thanh nhắc nhở, Diệp Thần không nói gì. Hắn không có lựa chọn. Ngay tại lúc này, Kính Thủy Tiên Sinh thanh âm lạnh như băng kia từ phía sau vang lên, Kỷ Tư Thanh, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn bước vào Tẩy Long Trì? Còn không trở về chỗ cũ? Kỷ Tư Thanh, ngươi hẳn rất rõ ràng, ngươi thiên phú và tiểu tử này phàm căn so sánh, không thể so sánh, các ngươi căn bản không phải người cùng một đường, ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm buông tha thằng nhóc này đi, thằng nhóc này nói không chừng liền một năm đều không cách nào chống nổi. Kính Thủy Tiên Sinh xem Diệp Thần lãnh ý càng phát ra cường thịnh. Bất kể như thế nào, Diệp Thần trong ngực xúc sinh kia, hắn nhất định sẽ đạt được. Đáng tiếc, không phải bây giờ. Hắn thân phận cao quý, nếu như ngay trước như thế nhiều tông môn đệ tử trước mặt mạnh lấy đoạt tiền, toàn bộ Côn Lôn hư người sẽ làm sao xem hắn. Cùng Tẩy Long Trì kết thúc, hắn tự nhiên có biện pháp để cho cái này không biết sống chết con kiến hôi ngoan ngoãn cầm linh thú đưa đến trước mặt hắn. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Diệp Thần thở dài một tiếng, trở lại vòng sáng bên trong. Kính Thủy Tiên Sinh hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào Tuyệt Võ Tông Khâu Lạc Thành trên mình. Khâu Lạc Thành, người thành tựu trọng tài, lại coi là lên thanh niên tài tuấn, Diệp Thần số người liền do ngươi thay thế đi. Khâu Lạc Thành ngẩn ra, chợt trên mặt xuất hiện một đạo vẻ mừng như điên. Vội vàng quỳ xuống Kính Thủy Tiên Sinh trước mặt, cung kính nói, cảm ơn Kính Thủy Tiên Sinh. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. 10 người trở về vị trí cũ. Khâu Lạc Thành có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, tựa như ở tuyên dương cái gì chủ quyền. Hắn bây giờ có thể không e ngại Diệp Thần, dẫu sao hắn đứng sau lưng Kính Thủy Tiên Sinh. Nếu như Diệp Thần lại không biết sống chết, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Kính Thủy Tiên Sinh ngón tay bắt pháp quyết, cũng đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, cơ hội ta đã cho ngươi. Là chính ngươi không quý trọng, ngươi không phải kiêu ngạo là thiên tài sao, vậy ngươi không ngại liền dựa vào mình đi lên. Bất quá xấu xí nói ta nói trước, đã từng có rất nhiều người đã thử, nhưng là không có một người sống sót. Thang trời này cố nhiên xem thực lực của người tu luyện, càng xem người tu luyện thiên phú linh căn, một mình ngươi phàm căn người, đừng nói vượt qua trăm cấp tới đỉnh núi, phỏng đoán ngươi liền cấp 10 cũng không có tư cách. Một tên phế vật thật lấy là sẽ có hy vọng. Nói xong, Kính Thủy Tiên Sinh vừa nhìn về phía sau lưng nhiều người hơn người tu luyện, tại chỗ nếu như có không tin có thể thử một chút. Chỉ cần ai có thể vượt qua 50 cấp, ta Kính Thủy nguyện ý phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao. Đây chính là Kính Thủy Tiên Sinh thu học trò cơ duyên à. Một khi bước vào một nửa, liền có thể thành là Kính Thủy Tiên Sinh học trò. Cái này quá hấp dẫn người. Kính Thủy Tiên Sinh lời nói vừa dứt, mấy đạo thân ảnh liền nhanh chóng hướng thang trời đi. Rất nhiều thiên tài hạng người cũng muốn đánh cuộc một lần. Một khi thành công, vậy thì có thể nhanh nhất bước vào Côn Lôn hư đỉnh cấp. Nhưng là ngắn ngủi mấy giây, thang trời trên, lại truyền tới một hồi kêu thảm thiết. Gió lớn chính giữa, chính là thấy một đạo thân ảnh, bị quăng ra thang trời. Oanh, theo sát phía sau, rất nhanh. Ngoài ra mấy đạo thân ảnh, cũng bị quăng ra thang trời, trùng trùng đập rơi trên mặt đất. Một người trong đó rơi trên mặt đất thời điểm, ngay tức thì hóa là một đạo xương máu. Có thể gặp uy lực có khủng phố dường nào. Mắt thấy như một màn này, không ít người đổ hít một hơi khí lạnh. Thang trời này, lại lớn mạnh như vậy.
Cái này mấy người, lại có thể không có người nào có thể bước ra cấp 10. Một người trong đó vẫn là Thánh Vương Cảnh đỉnh cấp Vương Sâm à. Thánh Vương Cảnh cũng không vượt qua nổi cấp 10, 50 cấp càng không cần phải nói à. Mấu chốt cái này thử nghiệm còn bỏ ra sinh mạng giá phải trả, ai dám khiêu chiến à, xem ra ổn thỏa nhất phương thức chính là kính Thủy Tiên Sinh đưa lên. Cố nhiên nguy hiểm, vẫn là có mấy vị người tu luyện muốn thử nghiệm. Nhưng là kết quả không một ngoại lệ. Hoặc là trọng thương té xuống, hoặc là chính là hóa là một đạo xương máu. Cái này trình độ khó khăn thật là làm cho không người nào có thể hiểu và chịu đựng. Diệp Thần, người bây giờ có thể biết bên trong độ khó. Nể tình ta đối với người còn có một tia may mắn còn sống sót cảm giác, người nếu như nói xin lỗi, cũng đem người trong ngực đồ giao cho ta. Ta có thể không nhắc chuyện cũ, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cũng là ngươi duy nhất cơ hội. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao. Ai vậy không nghĩ tới kính Thủy Tiên Sinh lại nguyện ý vì Diệp Thần lần lượt thỏa hiệp. Như cơ duyên này, tại sao cũng hạ xuống đến Diệp Thần trên đầu. Ta cũng nói một lần cuối cùng, ngươi muốn làm ta sư phụ, không có cái này tư cách, muốn tiểu hoàng, ngươi càng không có tư cách. Lời nói không có một tia nhiệt độ. Kính Thủy Tiên Sinh gương mặt lại là có chút dữ tợn. Tuyệt Võ Tông Khâu Lạc Thành gặp Diệp Thần như thế chăng thức thời, liền lấy lòng Kính Thủy Tiên Sinh, đối với Diệp Thần nói, to gan Diệp Thần. Ngươi chẳng lẽ chán sống, thật lấy là giết mấy người liền vô địch thiên hạ, nếu như ngươi có cái này sức, không ngại vượt qua trăm cấp trên. Mà không phải là ở chỗ này trổ tài miệng lưỡi chi biện luận. Ngươi lại lời lừa dối vậy không thay đổi được ngươi phàm là cây phế vật sự thật. Dứt lời, nấc thang trên, lại là có người hóa làm trận trận xương máu. Lại cũng không ai dám tiếp tục đi xuống. Dù là có một vị hơi thở kinh khủng thanh niên đã tới thứ tầng 19, cuối cùng vẫn là lui xuống. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi, lại là đặt mông ngồi trên mặt đất. Thang trời này giống như đối mặt vô số cường giả vậy, bỏ mặc thân thể vẫn là thần thức cũng sẽ bị thương nặng, cái này căn bản không là người có thể xông. Cái này làm cho tất cả mọi người ý thức được, thang trời, là vì sao cùng nghiêm tuấn. Cái này làm cho vô số người, cảm thấy tuyệt vọng. Y thần môn Đoạn Hoài An lặng lẽ đi tới Diệp Thần bên người, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, an ủi, đồ nhi, chúng ta trở về đi thôi, tẩy long chỉ đi không được vậy không có sao, vi sư biết Côn Lôn hư mấy chỗ bí cảnh, ta mang ngươi đi tìm cơ duyên. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Khâu Lạc Thành trong mắt một chuyển. Nghĩ tới điều gì, bước nhanh rời đi vòng sáng, cũng đối với Kính Thủy Tiên Sinh chắp tay nói, Kính Thủy Tiên Sinh, chờ ta mấy phút, ta có biện pháp, nhất định để cho phế vật này hướng ngươi nói xin lỗi. Khâu Lạc Thành đang đánh cuộc. Nếu như hắn trong lòng kế hoạch thành công, tuyệt đối sẽ làm cho Kính Thủy Tiên Sinh đối với bản thân có vô hạn hảo cảm. Nói không chừng còn có thể thu mình làm đồ đệ. Kính Thủy Tiên Sinh cố nhiên nghi ngờ, vẫn gật đầu. Sau đó, Khâu Lạc Thành đứng lên, hướng Diệp Thần đi. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại, và Diệp Thần sóng vai. Hắn quay đầu, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Diệp Thần, nói tiểu phế vật, ngươi có dám cùng ta một đánh cuộc. Mới vừa rồi ngươi không phải cuồng ngông đến nói Kính Thủy Tiên Sinh không có tư cách sao. Ta đây là muốn xem ngươi có hay không cái này tư cách. Diệp Thần lạnh mâu nhìn lướt qua Khâu Lạc Thành, không nói gì. Khâu Lạc Thành gặp Diệp Thần lại có thể không có phản ứng, lại nói tiểu phế vật, ngươi có thể nghe được ta nói. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến. Ta tại sao phải tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Ngươi lại là thứ gì? Diệp Thần mắng trả lại. Khâu Lạc Thành gặp Diệp Thần hoàn toàn không theo như chiêu thức ra bài, có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là nói, ngươi bây giờ bị Kính Thủy Tiên Sinh đuổi ra khỏi số người, thang trời này là ngươi duy nhất đi tẩy long chỉ đường. Nếu như ngươi là một người đàn ông, liền cùng ta chặn kịp một cái như thế nào, xem ngươi ta ai có thể đi xa hơn. Nếu như ta thắng, ngươi liền dâng ra ngươi trong ngực linh thú. Hơn nữa hướng Kính Thủy Tiên Sinh nói xin lỗi. Nếu như ta thua, tùy ngươi làm thế nào. Ngươi nếu như cái người đàn ông, hãy cùng ta đánh cuộc với nhau. Phép khích tướng đoán chừng là hữu dụng nhất, thằng nhóc này nhất định sẽ tiếp nhận. Kỷ Tư Thanh biết Khâu Lạc Thành ý nghĩa. Vội vàng nói, Diệp Thần, ngươi không cần phải và hắn đánh cuộc. Thang trời vậy nhìn thiên phú, Diệp Thần cố nhiên có duyên,
nhưng là bàn về thiên phú và thân xác, tuyệt đối không phải Khâu Lạc Thành đối thủ. Dẫu sao nhiều năm trước, Khâu Lạc Thành có từng là Côn Lôn hư cao cấp thiên tài thanh niên một trong. Thân trong lòng khan hiếm linh căn. Vô số tông môn vì hắn vung tay. Đoạn Hoài An cũng là khuyên nhủ, đồ nhi, loại này đánh cuộc không cần phải tiếp nhận, chúng ta hồi Thanh Huyền đỉnh đi. Diệp Thần nhìn một cái thang trời, con người lóe ra một đạo kiên định, sau đó ra tất cả mọi người dự liệu đối với Khâu Lạc Thành nói, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, nếu như ngươi thua, liền quỳ xuống ta trước mặt, sau đó tự phế đan điền như thế nào. Khâu Lạc Thành ngẩn ra, khẽ cắn răng vẫn là đáp ứng, được. Thang trời này cũng không phải là cái đó trận pháp, ngươi trong ngực cái tên kia không giúp được ngươi. Hắn tuyệt đối không thể nào thua. Bất kể là thiên phú, linh mạch, tu vi hắn cũng vượt qua xa Diệp Thần. Diệp Thần duy nhất cường đại, chẳng qua là vậy trong ngực người. Tên này ở trên trời thang căn bản không có dùng, Diệp Thần lại là thứ gì? Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần gật đầu nói. Khâu Lạc Thành trong lòng vui mừng, một bước bước ra, quanh thân khí thế bắt đầu không ngừng leo lên. Vô cùng kinh người. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chính giữa, Khâu Lạc Thành một mặt lãnh đạm trực tiếp bước lên. Đạp, tiếp liền bước bước ra, thân hình hắn vững vàng leo lên 10 tầng thang trời. Đảo mắt bây giờ, lại là đến thứ 20 tầng. Trời ạ, rốt cuộc có người leo lên thứ 20 tầng thang trời. Không hổ là Khâu Lạc Thành à. Đây mới là siêu cấp cường giả. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đám người lâm vào điên cuồng chính giữa. Đến bây giờ, rốt cuộc có người leo lên thứ 20 tầng thang trời. Tiếp theo, Khâu Lạc Thành hay không còn có thể tiếp tục. Bên trong sân bầu không khí, cuồng nhiệt mà kiềm chế. 20 tầng lại coi là cái gì? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chính giữa, Khâu Lạc Thành thần sắc càng phát ra ngưng tuấn. Đứng ở thứ 20 tầng thang trời sau khi hít một hơi dài, hắn bỗng nhiên bước ra nhịp bước. Đạp. Mấy bước bước ra, Khâu Lạc Thành thân hình đột nhiên bạo tăng. Oanh. Theo Khâu Lạc Thành bước này đứng vững, toàn bộ bay lên trời thang đều tựa như mơ hồ chấn động một cái. Gió lớn cuộn sạch, Khâu Lạc Thành trường sam múa, giống như thiên binh thần tướng, mắt nhìn xuống thiên địa. Tầng thứ 25, cái này Khâu Lạc Thành. Cho đến lúc này, may là Kỷ Tư Thanh cũng không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn, đã đạt đến cực hạn, chẳng lẽ muốn tầng 30? Không thể nào. Khâu Lạc Thành rất hưởng thụ thứ ánh mắt này, hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, tiếp tục bước ra mấy bước, nhưng là trên đất tầng 28 thời điểm, nhưng là bỗng nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Rào rào, máu bắn tung tách thả ra, sắc mặt tái nhợt, Khâu Lạc Thành thân hình kịch liệt đung đưa. Không dám chút nào chần chờ, hắn vội vàng ổn định bước chân, lại nữa tiến về trước. Thứ tầng 28 thang trời. Cái này đã vô cùng được. Chỉ sợ, hôm nay không có người có thể leo lên thứ tầng trời 30 thang, Khâu Lạc Thành, đã làm đến mức tận cùng. Mắt thấy Khâu Lạc Thành miệng phun máu tươi, lui ra thang trời, trên quảng trường, mọi người xôn xao, bàn luận sôi nổi. Nhìn Khâu Lạc Thành, vô số người ánh mắt càng sùng kính. Cái này Khâu Lạc Thành coi như không tệ, mặc dù không có bước vào 50 cấp, nhưng là đã vượt xa phần lớn thiên tài. Quảng trường trước nhất phương. Kính Thủy Thiên Sinh sờ râu, khóe miệng lộ ra đến một cái nụ cười, hắn đối với Khâu Lạc Thành biểu hiện rất hài lòng. Khâu Lạc Thành tự nhiên chú ý tới Kính Thủy Thiên Sinh nụ cười, hắn có chút kích động, đứng ở thứ 20 cấp 8 trên, đột nhiên đưa tay ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần, gần từng chữ tiểu phế vật, bây giờ đến phiên ngươi. Dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn buông tha, ta sẽ không trách ngươi. Rào rào. Theo Khâu Lạc Thành những lời này rơi xuống. Lần này tình cảnh lần nữa chấn động lên. Diệp Thần danh tự này, ở quảng trường bên trong, nhấc lên cơn sóng thần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không sợ. Hắn đem Tiểu Hoàng đặt ở bả vai trên, bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Một bước bước ra, Diệp Thần liền cảm giác được cuồng bạo đợt khí tấn công tới. Đánh thẳng vào hắn thân thể cùng thần thức. Thậm chí có một khắc như vậy, hắn cảm giác được mình vô cùng miểu nhỏ. Nhỏ bé như ở trước mắt ai. Diệp Thần lại là bước ra mấy bước, đi tới tầng thứ 10.
10 tầng chính là một cái ranh giới, giờ khắc này, tựa như vô số tòa núi to ầm ầm đè đến hắn trên bả vai. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là không có ảnh hưởng quá lớn. Lại tới, Diệp Thần một tiếng giống giận, Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển, đan điền chân khí hội tụ toàn thân, tựa như hình thành một đạo kim sắc bình phong che chở. Diệp Thần lần nữa bước ra mấy bước. Hắn muốn cho Khâu Lạc Thành xem, người nào mới thật sự là phế vật. Nơi đây muốn dựa vào thiên phú và linh căn. Hắn phàm căn không được. Buồn cười. Luân hồi mộ địa đại năng nói qua, hắn linh căn sở dĩ phàm là cây, là bởi vì là hoa hạ thậm chí còn côn lôn hư hết thảy máy không có tư cách kiểm tra. Không xứng mà thôi. Bình phong che chở chống đỡ dưới, Diệp Thần đã tới tầng thứ 15. Ở Diệp Thần chuẩn bị bước vào tầng thứ 16 thời điểm, chân khí bình phong che chở ầm ầm vỡ vụn. Hắn không cách nào lại dựa vào chân khí tiến thêm một bước. Khâu Lạc Thành thấy một màn này âm u cười, thằng nhóc, nếu như chống đỡ không đi xuống, cũng không muốn xông vào, mới vừa rồi những cái kia rác dưới hóa là xương máu đã có cảnh kỳ tác dụng. Ngươi nếu muốn chết, giá phải trả liền quá lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, bổn mạng linh phù sử dụng, quanh thân tràn đầy cuồng bạo sấm sét. Sấm sét ngay tức thì đem chung quanh hết thảy trở ngại toàn bộ tiêu tán. Diệp Thần lần nữa bước ra mấy bước, đã đến thứ 20 tầng. Giờ khắc này, dưới đài vô cùng yên lặng, liền liền tầng 28 trên Khâu Lạc Thành diễn cảm cũng là không đúng. Hai người chênh lệch lại có thể rút ngắn đến tầng 8. Đáng chết! Cái này một cái phàm căn phế vật có tài đức gì bước vào tới nơi này. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại động. Lần này, hắn ấn đường phun trào ra bất diệt lửa. Bất diệt lửa bọc toàn thân, ngay tức thì chặn lại hết thảy uy áp. Diệp Thần một bước tiếp theo một bước đi. Mặc dù không có chật vật như vậy, nhưng là Diệp Thần nhưng là cảm giác được rõ rệt một đạo tiếp theo một đạo lực lượng hướng hắn đụng tới. Hắn sắc mặt ảm đạm, toàn thân ướt đẫm, lại là không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Khâu Lạc Thành không nghĩ tới Diệp Thần như vậy điên cuồng, hắn trong lòng cố nhiên bất an, nhưng vẫn là nói, Diệp Thần, ngươi như lại cố ý đi xuống, mạng ngươi đều không đảm bảo, có thể bước vào tới nơi này, ngươi đã rất tốt. Không muốn uổng công táng đưa cho ngươi tiền đồ. Cút! Diệp Thần nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là bước ra mấy bước. Mấy giây bây giờ, Diệp Thần lại đi tới thứ tầng 28. Và Khâu Lạc Thành sóng vai. Diệp Thần trên người quần áo lại là không chịu nổi thang trời này lực lượng, vỡ vụn mấy phần. Làm sao có thể? Khâu Lạc Thành kinh hô thành tiếng, trong con người có sâu đậm hoảng sợ. Một cái như này phế vật, có cái gì tư cách và hắn ngồi ngang hàng à? Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Thần lại là bước ra hai bước. Cái này hai bước, trực tiếp để cho Diệp Thần đi tới thứ 30 tầng. Giờ khắc này Diệp Thần, không chỉ sấm sét và ngọn lửa tràn ngập, cả người toát ra một cổ đạt tới cái lực uy hiếp sát khí. Sát khí này bức người, để cho cả thế giới cũng chợt lạnh liền đứng lên. Người điên, triệt triệt để người điên. Mà dưới đài người vây xem nhưng là nổ tung nồi. Diệp Thần biểu hiện, không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Một cái phàm căn người, lại vượt qua đến thứ 30 tầng. Chẳng lẽ Diệp Thần thiên phú và thực lực vượt qua xa Khâu Lạc Thành? Cái này mẹ hắn làm sao có thể à? Thậm chí có không ít người dụi mắt một cái, bọn họ thà nhìn lầm, cũng không muốn tin tưởng. Xa xa vòng sáng trên Kỳ Tư Thanh mắt đẹp từ lo âu, dần dần chuyển cho thỏa hiếu kỳ. Hôm nay, Diệp Thần cho nàng quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ vượt xa nàng nhận biết. Nàng thậm chí thật là tò mò, những thứ này cơ duyên và thực lực, rốt cuộc là từ đâu tới. Diệp Thần ở Côn Lôn hư 5 năm này, tu vi coi như không tệ, nhưng là khởi điểm quá thấp, theo lý mà nói bước vào thần du cảnh đã coi là lên nghịch thiên. Nhưng là Diệp Thần từ đi linh khí mỏng manh hoa hạ, ngược lại đổi được hơn nữa đáng sợ. Giống như có một đôi tay mạnh hơn nữa được thúc đẩy Diệp Thần, bước lên vậy con đường cường giả. Y thần môn đoạn Hoài An hẳn không có năng lực này. Chẳng lẽ Diệp Thần lấy được một vị đại năng chỉ định? Cùng thời khắc đó, có một người nhưng là sắc mặt hoàn toàn tối, rất là khó khăn xem.
Kính Thủy Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm 30 cấp Diệp Thần, quả đấm cầm chặt. Hắn vốn cho là Khâu Lạc Thành có thể làm được cái gì, lại không nghĩ rằng quay đầu lại, Khâu Lạc Thành ngược lại là thành Diệp Thần đá lót đường. Như vậy phế vật, thật là mất thể diện. Trong mắt hắn sinh ra một tia sát ý. Diệp Thần mặc dù không có vượt qua đến đỉnh núi, nhưng là có một việc có thể xác định. Diệp Thần thiên phú đã vượt qua đại đa số người thanh niên tài giỏi đẹp trai, không thể lại để cho thằng nhóc này trưởng thành tiếp. Nếu không đối với hắn mà nói tuyệt đối là uy hiếp. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là không có tiếp tục đi xuống, ánh mắt lạnh như băng bắn vào Khâu Lạc Thành trên mình. Khâu Lạc Thành, nguyện thua cuộc, quỳ xuống, sau đó tự phế đan điền. Diệp Thần đối với loại người như vậy sẽ không có nương tay chút nào và đồng tình. Khâu Lạc Thành diễn cảm có chút sợ hãi, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể khẽ cắn răng một bước bước ra, vốn cho là có thể lại vượt qua hai tầng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chí ít không thua, lại không nghĩ rằng hắn còn không có bước ra một bước, chính là bị một cổ lực lượng dung trở về. Trong miệng lại là khạc ra một đạo đỏ bừng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một chuôi kiếm lạnh lẽo rút ra, thua chính là thua, kia nói nhảm nhiều như vậy. Khâu Lạc Thành bị trọng thương, biết rõ không thể nào lại tiếp tục tiến về trước. Hắn trong mắt một chuyển, không do dự nữa, trực tiếp hướng dưới núi đi. Hắn cũng không đoái hoài được chật vật không chật vật, nếu như quỳ ở tên tiểu súc sinh này trước mặt, hắn còn mặt mũi nào mặt. Mấu chốt còn muốn tự trả tiền đan điền. Không có đan điền, vậy hắn hết thảy cũng bị mất. Chỉ có rời đi thằng nhóc này, sau đó trốn Kính Thủy Tiên Sinh nơi đó, hắn liền an toàn. Lý tưởng cố nhiên tốt đẹp, nhưng là thực tế nhưng là tàn khốc. Khâu Lạc Thành còn chưa bước ra một cái nấc thang, một chuôi kiếm lạnh lẽo liền phá vỡ tới. Trực tiếp cắm vào trước người của hắn, cuồng bạo kinh khí cuộn sạch, hắn thân thể chấn động bay, lần nữa trở lại tại chỗ. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, một cái bóng đen buông xuống. Chính là Diệp Thần. Đồng thời, trường kiếm lạnh như băng chỉ như vậy chính xác rơi vào Khâu Lạc Thành trên bả vai. Lạnh như băng thêm là máu. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thực hiện lời hứa, cũng hoặc là đưa ngươi lên đường. Khâu Lạc Thành cả người cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được một tia sấm sét ý lan khắp toàn thân. Ta là Tuyệt Võ Tông. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần rút ra kiếm lạnh lẽo trực tiếp nện ở Khâu Lạc Thành gò má trên. Một đạo dấu vết vô cùng rõ ràng. Quỳ xuống. Hàn ý lạnh như băng vang khắp. Khâu Lạc Thành vốn là bị trọng thương. Hơn nữa chung quanh uy áp đã cuộn sạch, Một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống trên đất. Giờ khắc này, hắn trong lòng chỉ có sợ hãi. Ở chỗ này, chỉ có hắn hai người chúng ta, không người nào có thể giúp hắn. Tiếp theo làm gì, hẳn không cần ta phải nói liền đi. Thanh âm đạm mạc vang khắp. Diệp Thần, chúng ta không có huyết hải thâm cừu gì, không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi. Khâu Lạc Thành không cam lòng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như ta thua ngươi sẽ đồng tình ta. Cuối cùng 3 giây, đừng lãng phí ta thời gian. Khâu Lạc Thành mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần động. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, trường kiếm bay trở về lòng bàn tay của hắn, rồi sau đó cuồng bạo thần lôi ý điên cuồng tràn ra. Sấm sét vờn quanh trường kiếm, ngay tức thì thoát khỏi tay phải, bắn vào Khâu Lạc Thành đan điền. Rắc rắc, vô số chân khí tràn ra. Đan điền vỡ vụn, Khâu Lạc Thành lại là tại chỗ khạc ra 3 búng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, Khâu Lạc Thành tròng mắt trợn to, thậm chí hiện lên một tia tử ý. Diệp Thần rõ ràng nói cho hắn 3 giây thời gian, làm sao 1 giây cũng không có đến, liền ra tay. Tên tiểu nhân hèn hạ này. Xin lỗi, ta thay đổi chủ ý, liền 3 giây cũng không muốn cho ngươi. Nói xong, Diệp Thần xoay người. Bước ra một bước. Thấy một màn này, Khâu Lạc Thành diễn cảm sợ hãi hết sức, tựa như gặp quỷ vậy. Hắn chân thực không nghĩ tới, tầng 30 lại không phải Diệp Thần cực hạn. Diệp Thần lại có thể còn phải tiếp tục. Chẳng lẽ tên này thật phải dựa vào chính mình tiến vào Tẩy Long Trì? Diệp Thần lại là bước ra 5 bước, cái này 5 bước,
lại để cho hắn đã tiêu hao hết đan điền chân khí. Rất là khó chịu, nhưng là hắn rất rõ ràng, cái này không phải là cực hạn của hắn. Hắn nhắm mắt, Khâu Lạc Thành rung động xa xa không có kết thúc. Không lâu lắm, ở Khâu Lạc Thành thần sắc hoảng sợ chính giữa, Diệp Thần bỗng nhiên mở ra mình ánh mắt. Bá! Một đạo tinh quang vạch qua, giống như sấm sét xé thương khung. Đạp! Nặng nề tiếng bước chân truyền tới, Diệp Thần quanh thân khí thế bạo tăng. Oanh! Toàn bộ thang trời mơ hồ chấn động lên. Diệp Thần lại lên mấy tầng? Trời ạ, thứ 35 tầng. Mắt thấy Diệp Thần tiến thêm một bước, quảng trường bên trong, lại là một hồi xôn xao và kêu lên. Không thể nào, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Thang trời trên, thấy một màn này, Khâu Lạc Thành con ngươi đột nhiên co rúm lại. Diệp Thần lại tiến một bước, ta cái này không là nhìn lầm rồi chứ. Hắn là làm sao làm được? Đám người hỗn loạn, nhìn giống như người khổng lồ, đứng ở thang trời trên Diệp Thần, tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Tất cả mọi người đều đang chờ xem Diệp Thần cười nhạo. Nhưng mà, bây giờ rốt cuộc lại là ai nhìn chuyện thiếu lâm của ai? Diệp Thần biểu hiện, hung hãn cho tất cả mọi người một bạt tai. Diệp Thần! Ta thật là xem thường ngươi. Đám người bên trong, Kính Thủy Tiên Sinh sắc mặt âm tình bất định. Một cái hắn xem thường phế vật, lại đứng ở cái này cao độ lên. Cái này làm cho Kính Thủy Tiên Sinh không cách nào tiếp nhận. Nhất là người này là Diệp Thần. Kính Thủy Tiên Sinh cùng Diệp Thần lúc trước, đã xé rách mặt mũi. Nếu Diệp Thần là kẻ địch, Kính Thủy Tiên Sinh há có thể để cho Diệp Thần tiếp tục sáng chói. Gắt gao nhìn chằm chằm thang trời, Kính Thủy Tiên Sinh nắm chặt quả đấm, trong mắt một tia ý định giết người điên cuồng lưu chuyển. Lại tới, trong mắt tràn đầy đỏ tia máu, Diệp Thần lại bước ra mấy bước, lại thứ 40 nấc thang trên, giờ khắc này, Diệp Thần thân hình run rẩy. Diệp Thần đạt đến cực hạn. Vậy một cổ uy áp mà đến ý chí không ngừng tàn phá Diệp Thần, để cho hắn tan vỡ. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn đã dùng. Bất diệt lửa, thần lôi, thậm chí còn máu lực rồng vậy sử dụng. Muốn lại bước vào còn dư lại địa phương cơ hồ không thể nào. Cảm thụ mình sắp hỏng mất tình huống, Diệp Thần cắn chặt hàm răng. Hắn lại bước ra một bước, nhưng là cuối cùng lui trở về. Khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn vậy xa xôi lại không có so đến gần đỉnh núi, trong lòng lại sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ Tẩy Long chỉ thật cùng ta vô duyên? Ngay tại lúc này, trên bả vai tiểu hoàng tử trong giấc ngủ tỉnh lại. Nó xoa xoa con ngươi, nhìn về phía chung quanh, trong mắt đột nhiên có một vẻ vui mừng. Giống như nhìn thấy cái gì món ăn ngon vậy. Một giây kế tiếp, quỷ dị chuyện xảy ra. Tiểu hoàng há mồm ra, Diệp Thần phát hiện quanh người hắn uy áp lại toàn bộ biến mất. Hắn trong mắt kinh hãi, cúi đầu nhìn về phía tiểu hoàng. Ngay tức thì rõ ràng liền cái gì? Tiểu hoàng không sợ uy áp à? Cái này uy áp đối với nó mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Thậm chí, hắn cảm giác bây giờ tiểu hoàng lại đang ăn những thứ này đại năng lưu lại uy áp. Trên người nó thậm chí hiện lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Chỉ chốc lát, tiểu hoàng tựa hồ không thỏa mãn, kéo một cái Diệp Thần quần áo, chỉ trước mặt. Tựa hồ đang để cho Diệp Thần tiếp tục về phía trước. Diệp Thần hoảng sợ trong lòng hoàn toàn áp chế, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, bước nhanh hướng đỉnh núi đi. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là bước nhanh. Về sau, thậm chí giống như là bào liền đứng lên. Cái này, ta có hay không nhìn lầm, thiên. Diệp Thần điên rồi, hắn làm sao làm được. Xem, hắn tại sao dường như là một cái không có chuyện gì người như nhau. Trời ạ, hắn chạy liền. Thang mây trên, mưa gió cuốn lên, quảng trường bên trong, sóng lớn dâng trào. Nhìn thời khắc này Diệp Thần, tất cả mọi người há to miệng. Nhất là đảo mắt bây giờ, Diệp Thần một bước hai tầng, lại là chấn động mỗi một người lòng. Thang trời, điều này đại biểu cái gì, rất nhiều người không biết. Nhưng là, từ những người tu luyện kia hóa là xương máu tới xem, đủ để nhìn ra thang trời là kinh khủng bực nào. Diệp Thần rốt cuộc là như thế nào làm được? Khó có thể tưởng tượng,
cho tới nay, bị coi là phế vật, bị coi là trò cười Diệp Thần, giờ khắc này, lại toát ra đủ để che phủ tất cả mọi người ánh sáng. Giờ khắc này, nhìn tàn ảnh một loạt Diệp Thần, tất cả mọi người trầm mặc. Một cổ kính sợ từ mọi người trong lòng bắt đầu bay lên. Bây giờ, có ai tư cách cười nhạo Diệp Thần? Mà vòng sáng ở giữa mấy người, thấy quỷ dị như vậy Diệp Thần. Có chút bối rối. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì, bọn họ thậm chí hoài nghi trước mắt vật thật sự là thang trời. Tại sao ở Diệp Thần trong mắt, hình như là vậy nấc thang? Nói xong uy áp đâu? Lại hoàn toàn không có. Quá quỷ dị. Kỷ Tư Thanh đưa tay ra, che miệng, thậm chí không để cho mình lên tiếng. Nàng so người bất kỳ đều biết thang trời này lên uy áp có kinh khủng dường nào. Nhưng là Diệp Thần làm sao có thể như vậy ung dung? Mấu chốt vẫn là chạy à? Đừng nói Diệp Thần, coi như là nàng, cũng hoặc là Côn Lôn hư một ít tông môn tông chủ khám phá cũng không thể như vậy à? Cái này Diệp Thần kết quả là làm sao làm được? Kính Thủy Tiên Sinh trong mắt cũng là lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. Làm sao có thể, thang trời này lại không có bất kỳ uy áp, chẳng lẽ thang trời mất hiệu lực? Ngay tại vô số người nghi ngờ lúc đó, đan điền phế bỏ Khâu Lạc Thành nhưng là bỗng nhiên kêu to lên, thang trời lên uy áp lại không có. Một chút uy áp cũng không có, thang trời này mất hiệu lực, ha ha. Dẫu sao Tiểu Hoàng cắn nuốt tất cả đại năng uy áp, cái này cũng chậm lại Khâu Lạc Thành khó chịu. Từ trình độ nào đó mà nói, tiện nghi Khâu Lạc Thành. Kính Thủy Tiên Sinh sắc mặt đại biến, thân thể trôi giạt, ngay tức thì đi tới thang trời trên. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ mấy phần, đột nhiên trong mắt mở ra, vẻ hàn quang lóe lên, quả nhiên như vậy, thang trời uy áp lại mất hiệu lực. Chẳng lẽ là bởi vì núi này thời gian quá lâu, đã mất đi linh tính. Thằng nhóc kia thật vẫn tốt số, hết lần này tới lần khác bây giờ mất đi hiệu lực. Hết thảy nghi ngờ tháo ra. Đây cũng là tốt nhất giải thích. Mất đi linh tính thang trời muốn ở phía trên chạy tự nhiên không có vấn đề. Kính Thủy Tiên Sinh hướng đỉnh núi nhìn lại, phát hiện Diệp Thần rất nhanh thì phải đạp lên đỉnh núi, hắn sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, vội vàng ngón tay bắt pháp quyết, chỉ gặp những cái kia người lên cấp dưới chân vòng sáng lóe lên. Không thể để cho thằng nhóc kia trước bước vào, các ngươi chuẩn bị xong, ta mang các ngươi lên đi. Dứt lời, hắn bắt pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Thần xuất hiện, phá vỡ hắn hết thảy tiết tấu. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho Diệp Thần cái đầu tiên đạt được Tẩy Long Chỉ cơ duyên. Tên này không có tư cách. Mấy đạo cột sáng bỗng nhiên tạo thành, một giây kế tiếp, Kính Thủy Tiên Sinh, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh thậm chí còn mấy người còn lại toàn bộ biến mất. Hết thảy khôi phục yên lặng. Đỉnh núi. Diệp Thần thở ra một hơi, vỗ một cái trên bả vai Tiểu Hoàng, khen ngợi nói, Tiểu Hoàng, khoan hãy nói, ngày hôm nay nhiều lần đều dựa vào ngươi, không có ngươi, ta cũng không tốt như vậy bị, cảm ơn. Nói xong, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa móc ra một cây đôi hối thịt hun khói, xé ra đóng gói, đưa cho Tiểu Hoàng, đây là ta tưởng thưởng ngươi. Tiểu Hoàng nhìn lướt qua thịt hun khói, ngược lại quay đầu sang chỗ khác, tựa như rất là coi thường. Nó nhưng mà thượng cổ huyết mạch, làm sao có thể ăn loại vật này? Huống chi mới vừa rồi uy áp đã lấp đầy đụng của nó, tự nhiên sẽ không ăn nữa. Được, người không ăn ta ăn. Diệp Thần ăn một miếng hạ, hắn cảm nhận được sau lưng có khí tức vọt tới, không do dự nữa, vội vàng mang Tiểu Hoàng hướng đỉnh núi một nơi hang động đi. Hang động âm lãnh bóng tối. Thật dài hành lang, Diệp Thần nhanh chóng thông qua, bóng tối biến mất. Cả thế giới ngay tức thì sáng lên. Diệp Thần bước chân dừng lại, bởi vì hắn phát hiện trước mặt là một tòa đường kính đại khái hơn 30 mét to lớn giếng cổ. Đúng, chính là giếng cổ. Hình dáng cơ hồ và ngoại giới giếng cổ như nhau, chỉ bất quá quá lớn, lớn thậm chí vừa giống như một tòa hồ. Nước suối chu uy bên bờ nhô ra, phía trên có khắc cổ xưa phạm văn. Diệp Thần xem không hiểu, nhưng là ánh mắt đụng chạm. Nội tâm giống như tựa như lấy được lọc sạch. Nước suối trung ương đứng thẳng một khối đá bia. Trên tấm bia đá vẽ cửu long tề bay hình ảnh. Đồng thời ba cái già dặn có lực chữ to nổi lên. Tẩy Long Trì. Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng cũng chết chết nhìn chằm chằm nước suối, hô hấp có chút gấp rút.
Trên người nó không ngừng lưu động ánh sáng, hiển nhiên là tiến hóa ý. Ngay tại Diệp Thần thất thần lúc đó, tiểu hoàng thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống liền tẩy long trì. Ngay tức thì tẩy long trì sôi trào lên. Đi nhanh chiếm đoạt tẩy long trì. Đột nhiên, kính thủy tiên sinh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Diệp Thần vậy cảm nhận được mấy đạo thân ảnh cuốn tới. Hắn cũng không đang do dự, hướng tiểu hoàng địa phương nhảy vào. Ngay tức thì nước suối mạc nhập thân thể. Diệp Thần lại là cảm giác được thân thể đang không ngừng chìm xuống, hắn không ngừng ở dưới nước tìm tiểu hoàng bóng người. Nhưng phát hiện tiểu hoàng không thấy. CMN, cái này tiểu hoàng đã chạy đi đâu? Tẩy long chỉ quá sâu, bề ngoài không có tiểu hoàng bóng người, Diệp Thần chỉ có thể lẻn vào đáy nước, đi tìm. Tẩy long chỉ có cao nhất cơ duyên, càng đại biểu nguy hiểm. Diệp Thần đã đem tiểu hoàng coi thành bằng hữu và đồng bạn, tự nhiên không hy vọng tiểu hoàng xảy ra chuyện. Diệp Thần không ngừng hướng chỗ sâu nhất là, nhiều lần muốn lớn tiếng kêu lên tiểu hoàng, nhưng là thanh âm cuối cùng vẫn bị che giấu, vô số nước suối nuốt xuống. Mà tẩy long trì trên, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, cùng với mấy người còn lại rối rít nhảy xuống. Bọn họ không có chìm vào tẩy long trì hạ, mà là ngồi xếp bằng, thân thể trôi lơ lửng. Một cổ cực mạnh nước suối ý tới, ở bọn họ quanh thân lại hình thành một đạo vòng xoáy. Kỳ Tư Thanh vòng xoáy lớn nhất, thứ nhì là Ngụy Dĩnh và một cái khác ăn mặc đạo bào thanh niên, còn dư lại 5 người vòng xoáy không lớn. Kính Thủy Tiên Sinh đứng ở tẩy long trì oải uế, hai tay thả ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng. Nhưng phát hiện Diệp Thần và vậy linh thú đều không thấy. Làm sao có thể, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng tiến vào. Kính Thủy Tiên Sinh con người âm trầm lạnh như băng, linh thức không ngừng mở rộng, thậm chí đi sâu vào tẩy long trì trong, vẫn không có động tĩnh. Kỳ quái! Mà Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh cũng là không ngừng chú ý chung quanh, tìm kiếm Diệp Thần, nhưng là không có tin tức gì. Diệp Thần giống như nhân gian bốc hơi vậy. Tẩy long trì từng là man hoang yêu thú uống nước chi địa, tương truyền thần long ở chỗ này cư trú ngàn năm, ao nước biến dị. Đối với người tu luyện mà nói vô cùng cái linh tính, thậm chí tẩy long trì bên trong hàm chứa không thiếu đại năng tu luyện pháp quyết, các ngươi nếu như thật tốt cảm thụ, nhất định thu hoạch không thiếu. Còn nữa, tẩy long trì đại biểu cơ duyên, càng đại biểu nguy hiểm, bên trong nước suối nguy cơ trùng trùng, như nham thạch nóng chảy, như sấm mây, như lạnh vô cùng nói đến, như kiếm chi biển, nguy hiểm của bọn họ trình độ sẽ theo ngươi ở lực lượng tu luyện không ngừng tăng lên, một khi không chịu nổi. Liền kịp thời đi ra, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong, đây không phải là uy hiếp, xin các ngươi hãy nhất định phải coi trọng. Các ngươi còn dư lại 3 ngày, nhiều năm như vậy tới nay, chỉ có mười mấy người chống nổi 2 ngày, còn như hoàn hoàn chỉnh chỉnh chống nổi 3 ngày cơ hồ không có. Ta liền ở bên ngoài, có bất kỳ chuyện có thể kêu ta. Nói xong, Kính Thủy Tiên Sinh liền hướng bên ngoài đi. Nếu tẩy long chỉ không có Diệp Thần. Vậy tất nhiên còn ở bên ngoài. Vừa vặn thừa dịp bây giờ không có người, nghĩ biện pháp lau đi cái thằng nhóc này. Mà giờ khắc này, tẩy long chỉ hạ 100 mét chi địa. Sâu không thấy đáy. Diệp Thần sắc mặt đỏ lên mấy phần, cố nhiên người tu luyện không ý kỵ biển sâu, nhưng là thời gian dài ở bên trong cũng khó chịu à. Nếu như lại không tìm được tiểu hoàng, vậy thì phiền toái. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì? Thân thể bên trong khác thường truyền tới, long ngâm từng cơn. Đúng rồi, đây chính là tẩy long trì, trong cơ thể hắn huyết long hư ảnh cũng cùng long có liên quan, cái này tẩy long trì dĩ nhiên là hắn địa bàn. Không do dự nữa, Diệp Thần đem trong cơ thể huyết long hư ảnh phóng thích. Ngay tức thì một đạo hồng quang lao ra thân thể, to lớn tiếng rồng ngâm để cho tẩy long trì lần nữa lăn lộn. Huyết long lại là bàn lượn quanh ở Diệp Thần quanh thân, không ngừng run rẩy. Tựa hồ rất là kích động. Sau đó, huyết long khạc ra một đạo đồ, tựa như một cái bong bóng đập vào Diệp Thần trên thân hình. Vậy khó chịu cảm giác bỗng nhiên biến mất. Thời khắc này Diệp Thần giống như dẫm trên đất bằng. Diệp Thần mừng rỡ vạn phần, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi huyết long nói, người có biết hay không tiểu hoàng ở nơi nào? Huyết long đầu lâu nhẹ một chút, ngay tức thì hướng phía nam phương hướng vào tới. Diệp Thần đi theo lên, hắn phát hiện dưới nước không chỉ thân thể uyển chuyển hơn,
thậm chí ngưng tụ đan điền cũng là vô cùng ung dung. Một phút sau đó, huyết long dừng lại. Diệp Thần lại phát hiện tự mình tới đến một nơi cung điện dưới đáy biển vậy. Chỉ bất quá cung điện này đã xuống dốc, chỉ còn lại tường đổ tàn viên. Không có năm xưa phồn vinh. Tiểu hoàng đâu? Diệp Thần quay đầu hỏi, nhưng là phát hiện huyết long con người gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng. Nơi đó có trước một cái to lớn trận bàn. Thượng cổ trận pháp. Trận pháp tâm trận lại là 6 cái động vật hài cốt tạo thành. Bộ xương cực kỳ to lớn, dù là chẳng qua là xương, cũng để cho Diệp Thần cảm giác được vẻ sợ hãi. Cái này nhất định là thượng cổ hung thú. Mấu chốt thượng cổ hung thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là lâm vào làm trận mắt. Cái này muốn thủ đoạn gì? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, trung ương trận pháp một đoàn lông xù đồ, ánh sáng 7 màu lóe lên. Giống giận trầm thấp lại là không ngừng vang lên. Là tiểu hoàng. Mấu chốt tiểu hoàng trên mặt hiện lên thống khổ, vô cùng dữ tợn. Diệp Thần một bước bước ra, nhưng là còn chưa đến gần trận pháp chi địa, một cổ vô hình trở ngại liền phun trào tới. Diệp Thần thân thể ngay tức thì bị một đạo bình phong che chở đánh lui. Huyết khí dâng trào. Diệp Thần miễn cưỡng ổn định thân hình, vừa định hỏi huyết long tình huống gì, nhưng là phát hiện vậy mấy cái thượng cổ hung thú hải cốt động. Từng trận hung thú gầm thét chi tiếng vang lên. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Coi như không có thịt xương, ánh mắt này lại để cho Diệp Thần cảm giác được lạnh như băng. Oanh! Đột nhiên, trong đó một cái hài cốt hướng Diệp Thần chạy như điên tới, Diệp Thần căn bản không nghĩ tới đồ chơi này biết nhúc nhích à. Diệp Thần cánh tay duỗi một cái, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một kiếm đánh xuống. Cuồng bạo kiếm ý mang sấm sét điên cuồng hướng vậy thượng cổ cự thú hải cốt chiếm đoạt đi. Đinh! Đợt khí lăn lộn, Diệp Thần kiếm chém vào trên hải cốt, lại không có bất kỳ phản ứng. Phải biết một kích này vượt xa Thánh Vương cảnh, như vậy lực lượng, lại đối với một cái hài cốt cũng không có phản ứng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì à? Ngắn ngủi dừng lại, vậy thượng cổ hung thú ngay tức thì nhào tới, dường như muốn vô tình cắn xé. Một khi bị cắn phải, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết Long tự nhiên nhận ra được Diệp Thần nguy hiểm, Long ngâm từng cơn, điên cuồng đụng tới. Ở Tẩy Long chỉ bên trong. Huyết Long có lẽ bị nào đó thượng cổ thần Long ảnh hưởng, thời gian ngắn đã hóa là thật thế chấp, cực kỳ cường thế. Vượt xa ngoại giới. Một đạo Long trời lở đất tiếng vang xuất hiện, vậy thượng cổ hung thú hải cốt ngay tức thì tản ra. Huyết Long gắt gao chắn Diệp Thần trước người, tiếng rồng ngâm càng ngày càng lớn. Tựa như ở chấn nhiếp vậy còn dư lại mấy đạo hung thú hải cốt. Mắt xem xúc thế đãi phát, tiểu hoàng nhưng là mở mắt ra. Thống khổ tiếng bỗng nhiên vang khắp. Sóng âm dạo dực, Diệp Thần không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Mà tiểu hoàng bên người mấy đạo hung thú hài cốt giống như gặp được cái gì kinh khủng tồn tại. Rối rít quỳ xuống. Lại có thể thần phục. Diệp Thần có chút kinh hãi, mặc dù nhỏ hoàng trên người huyết mạch không bình thường, là tới từ thượng cổ, nhưng là cái này mấy cái hài cốt cũng là thượng cổ vậy tồn tại, lại có thể ở tiểu hoàng trước mặt cũng phải như vậy. Diệp Thần nhìn trong trận pháp tiểu hoàng, hắn có thể cảm giác được nó rất thống khổ, giống như tiểu hoàng thân thể đang bị vô tình biến dạng. Vậy 7 màu ánh sáng thật giống như 7 thanh vô cùng sắc bén lưỡi đao, một đao ở tiểu hoàng trên mình cắt. Diệp Thần có chút trong lòng không đành lòng, từ từ đến gần tiểu hoàng. Lần này, những cái kia thượng cổ hung thú hải cốt không có công kích Diệp Thần. Diệp Thần cũng được công tiến vào trận pháp bên trong. Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể dựa theo Hoa Hạ một ít đối với mèo phương thức xử lý. Đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở tiểu hoàng trên mình. Hống! Tiểu hoàng cực kỳ phòng bị, giữ tợn răng nanh lộ ra, vừa định cắn hướng đụng chạm nó người, nhưng là phát hiện là Diệp Thần, lại dừng lại. Không nên đụng ta! Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Thần dừng động tác lại, con người trợn to. Cái này! Tiểu hoàng lại còn nói chuyện. Trời à! Cái này xác xác thật thật là người thanh âm. Chẳng lẽ tầng thứ nhất tiến hóa, liền để cho tiểu hoàng có và hắn câu thông năng lực. Muốn biết bên ngoài thượng cổ hung thú chỉ có bước vào tới cảnh giới cao, mới có thể nói chuyện à?
mà tiểu hoàng chỉ bất quá mới vừa trưởng thành mà thôi. Có thể gặp tiểu hoàng huyết mạch có kinh khủng dường nào. Cách ta xa một chút, nếu không ngươi sẽ bị làm bị thương. Tiểu hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Diệp thần lúc này mới chợt hiểu, vội vàng lui về phía sau. Còn đi chưa được mấy bước, lại là một giọng nói vang lên, đợi một chút, ta trong cơ thể có ngươi máu tươi, bây giờ ta còn cần ngươi một giọt máu tươi. Cho ta. Cố nhiên máu tươi chân quý, Diệp thần cũng là không chút do dự bước ra một giọt. Làm máu tươi bắn vào tiểu hoàng trên mình, bảy màu ánh sáng bỗng nhiên mở rộng, tiểu hoàng bị hoàn toàn bao phủ. Hoàn toàn không thấy rõ. Diệp thần chờ ở bên ngoài, bên tai không ngừng truyền tới tiểu hoàng thống khổ gầm thét tiếng. Hắn có thể cảm giác được tẩy long chỉ ở giữa thiên địa linh khí cũng đang điên cuồng hướng tiểu hoàng vào tới. Tiểu hoàng trên người thần lôi lực hoàn toàn bùng nổ. Một đạo đỏ thấm chùm tia sáng lại là nối thẳng chân trời. Khoảnh khắc gian, tẩy long chỉ lăn lộn mở. Ở phía trên cảm ngộ và tu luyện mấy người đồng loạt mở mắt ra, khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này tẩy long chỉ là thế nào, tại sao ta cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng tấn công tới? Có người kinh hô thành tiếng, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn thật vất vả đi tới nơi này, cũng không muốn chết à. Ta muốn đi ra ngoài. Người nọ một trưởng vỗ ở nước suối trên, thân thể ngay tức thì nhảy ra ngoài. Nhưng là còn chưa hoàn toàn rời đi tẩy long trì, đỏ thấm chùm tia sáng sẽ mặc thấu tới. Một tiếng, hắn thân thể tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Tẩy long trì một xó xỉnh đều là máu tươi. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh các người thấy một màn này, con người hơi co lại, không biết cái này chùm tia sáng vì vật gì. Nhưng là có thể dễ như trở bàn tay chém chết một cái nhân vật thiên tài như vậy, tuyệt đối đáng sợ. Ngay tại lúc này, Kính Thủy Thiên Sinh vội vàng từ bên ngoài chạy đi vào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo thần lôi tràn ngập chùm tia sáng. Ngón tay bắt pháp quyết, nhắm mắt lại, làm tròng mắt mở ra lúc đó, hắn vậy giếng cổ không dao động tròng mắt bên trong lại là kinh hãi. Không tốt, hơi thở này đến từ thằng nhóc kia linh thú. Chẳng lẽ linh thú dị biến? Bọn họ ở đáy ao. Kính Thủy Tiên Sinh trong mắt thoáng qua một đạo ý định giết người. Từ chùm tia sáng tới xem, thằng nhóc kia linh thú chỉ biết đổi được mạnh hơn. Cái này làm cho hắn càng nóng như lửa. Loại bảo bối này, chính là nhập thánh cảnh phàm căn phế vật có cái gì tư cách nắm trong tay. Chỉ hẳn thuộc về hắn mới đúng. Trong tay hắn sử dụng một cái trận bàn, bắn như tẩy long chỉ bên trong, sau đó, thân thể bước đến ra trận bàn trên, muốn thuận thế tiến vào. Nhưng là làm hắn thân thể mới vừa bước vào, ao nước lần nữa trào động. Một đạo vắng lặng ý tấn công tới. Đến từ mãi mãi hung thú tức giận cuốn tới. Cái này uy áp, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Dưới chân trận bàn tại chỗ vỡ vụn. Không chỉ như vậy, vô cùng cường đại Kính Thủy Tiên Sinh lại bị một cổ đáy ao lực lượng bỗng nhiên đánh lui. Phốc suy, một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra. Kính Thủy Tiên Sinh thân thể hung hãn nện ở tẩy long chỉ danh giới nhô ra trên. Vô cùng chật vật, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh các người hoàn toàn xem bối rối. Ai có thể nghĩ tới truyền thuyết nhân vật tầm thường lại bị tẩy long chỉ xuống động tĩnh đánh như vậy chật vật. Mấu chốt tẩy long chỉ hạ kết quả là cái gì? Tại sao phải cũng như này uy áp? Mà giờ khắc này, Diệp Thần phát hiện chung quanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Che đậy hết thảy vậy dần dần tản đi. Một đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Thân thể rất nhỏ, và tiểu hoàng trước lớn nhỏ không khác. Nhưng là lông và màu sắc đã hoàn toàn thay đổi, hoàng hắc lần lượt thay nhau, tựa như hung thú đường vân. Vậy hoàng hắc cảm giác hiện lên một tia sát ý lạnh như băng và là máu. Vô cùng cái lực uy hiếp. Dưới nước chẳng biết tại sao sinh ra một hồi gió lạnh. Lông trôi giạt, tựa như phi gió. Uy phong lấm lấm. Cái này không là đáng sợ nhất, đáng sợ là có một đôi lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Đến từ tiến hóa sau tiểu hoàng. Con người một xanh, một đỏ. Lại còn là dị đồng. Màu xanh con người bên trong càng là có một đạo lôi điện hình vẽ. Tựa như đại biểu thần lôi lực. Còn như màu đỏ con ngươi, phù văn cực kỳ quỷ dị. Cảm giác kia, giống như tới từ địa ngục,
Diệp Thần chỉ như vậy bị dị đồng tiểu hoàng nhìn chằm chằm. Hắn thậm chí cảm giác một cổ vô hình uy áp bao phủ hắn. Tiểu hoàng coi thường hết thảy cường giả uy áp, càng có thể chiếm đoạt những cái kia uy áp. Mà bây giờ, thang trời lên bị tiểu hoàng cắn nuốt vô tận uy áp tựa như toàn bộ bao phủ tới. Huyết long phát giác không đúng, vội vàng bàn tha ở Diệp Thần trước người, một đạo long khiếu vang khắp, uy áp ngay tức thì bị đánh nát. Cố nhiên như vậy, huyết long vậy bị không cùng trình độ tổn thương. Hống! Đột nhiên, tiểu hoàng ngước đầu, một tiếng giống giận rung trời vang khắp. Quanh thân thần lôi ầm ầm bùng nổ. Diệp Thần rõ ràng phát hiện tiểu hoàng vậy trong đó một cái màu xanh da trời con ngươi sấm sét hình vẽ lại không ngừng xoay tròn, một cổ lực lượng thần bí không ngừng tràn ra. Cái này xa xa không có kết thúc. Vậy lông xù trên mình tràn ra vô tận màu máu. Diệp Thần tựa như đặt mình vào ở biển máu. Tẩy long chỉ phía dưới truyền tới vô số kêu gào. Đây là, Diệp Thần cảm giác được thân thể sát ý bị hoàn toàn kích thích. Trong mắt hắn dần dần đỏ thẫm, tựa như nội tâm chỗ sâu nhất sát ý cũng bị hấp dẫn ra tới. Hắn đi đạo vốn là sát đạo, mà bây giờ tiểu hoàng trạng thái và sát đạo cảm giác rất giống. Chỉ bất quá hơn nữa bá đạo và âm lãnh. Hống! Lại là một đạo vang lớn, tiểu hoàng trước mặt hai bàn chân ầm ầm vỗ ở trên mặt đất. Đáy ao ngay tức thì xuất hiện từng đạo kẽ hở tràn đầy sấm sét và cuồng bạo sát ý cuốn tới. Diệp Thần không do dự nữa, tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, vạn đạo kiếm ý ngưng tụ. Kiếm vũ cửu thiên, vô số kiếm ý hình thành một đạo kiếm ý chi tường, chắn trước người. Bản muốn ngăn cản vết rách lan tràn, lại không nghĩ rằng tiểu hoàng trạng thái bây giờ tựa như nổ tung bên bờ. Kiếm kia ý bình phong che chở ngay tức thì vỡ vụn, một cổ dễ như bỡn lực lượng đánh vào Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên, Diệp Thần hai chân ma sát mặt đất cấp tốc lui về phía sau. Ước chừng mười mấy mét mới hoàn toàn dừng lại. Mấu chốt Diệp Thần hai cái cánh tay cũng hơi tê dại. Hắn nhìn phía xa vậy đạo tràn đầy cuồng bạo năng lượng bóng người, có một chút có thể xác định, đây là tiểu hoàng lần đầu tiên tiến hóa. Trước khi tiểu hoàng có chút thế yếu, lại là ngủ, mà bây giờ tiểu hoàng đã sơ cái thượng cổ hung thú cảm giác. Bây giờ dáng vẻ, bất kỳ yêu thú gì cũng biết thần phục. Dù là một ít nói lòng không yên người tu luyện vậy tất nhiên trong lòng lan tràn sợ hãi. Từ mới vừa rồi lực lượng tới xem, cái này tiểu hoàng tùy tùy tiện tiện nhất kích lại đã vượt qua mình lực lượng. Thậm chí trực bức phản hư cảnh trên. Diệp Thần thời khắc này diễn cảm có chút kinh hãi. Tiểu hoàng mặc dù đời trước là cuồng sát hổ đen, nhưng là nó nhưng mà ở thần lôi lực hạ hoàn toàn chết đi. Rồi sau đó niết sống lại. Sống lại lớn nhất nguồn chính là bởi vì luân hồi mộ địa trong một tòa mộ bia đại năng lực lượng. Có thể nói, bây giờ tiểu hoàng sớm thì không phải là đầu kia cuồng sát hổ đen vua, mà là tương đương với và vị kia đại năng sóng vai vạn yêu vua. Lần đầu tiên tiến hóa cứ như vậy khủng bố, phía sau còn có. Còn nữa, tiểu hoàng khác một cái màu đỏ con ngươi rốt cuộc đại biểu dạng gì năng lượng. Không còn kịp suy tư nữa. Tiểu hoàng lại là một trưởng vỗ ở trên mặt đất. Giờ phút này nó trong mắt vô cùng xa lạ. Diệp Thần là chung quanh duy nhất vật còn sống, tự nhiên biến thành của hắn mục tiêu. Đáy ao chấn động, nước kia mặt lại là như biển gầm vậy sôi trào, điên cuồng hướng Diệp Thần cuốn lên tới. Đồng thời, sát khí và thần lôi lực cuốn quanh, hóa thành một chuôi trăm thước lớn kiếm, hướng Diệp Thần điên cuồng bắn tới. Trời ạ, tiểu hoàng! Không cần phải như vậy đi. Huyết long, tới. Huyết long ngay tức thì từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp chui vào Diệp Thần thân thể. Thần lực rồng bùng nổ. Diệp Thần không dám đối với bùng nổ trạng thái tiểu hoàng khinh thị, thần lôi lực bao trùm. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trong tràn ra cường đại năng lượng cực kỳ rối loạn, nếu như không phải là Diệp Thần trạng thái không tệ, tất nhiên bị thương. Vạn kiếm quy tông. Một đạo kiếm ý ngưng tụ ra, chia làm hai, hai phân là bốn. Cuối cùng hóa là vạn đạo. Lưu quang sử dụng, vạn kiếm bắn ra. Rào 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 rào. Vạn kiếm ý tựa như một con cự thú hướng vậy trăm thước lớn gian đụng đi. Muôn vạn kiếm khí đảo mắt chính là cùng nó ầm ầm đánh vào nhau. Trời đất phảng phất văng tung tóe. Đáy ao dưới, ánh sáng điên cuồng thu liễm.
ước chừng chỉ là một đối mặt, kinh khủng kia kiếm to, liền đem Diệp Thần một kích phá mở. Hơi dừng lại một chút, thần lôi lan truyền. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên biến mất, không phân cao thấp. Đợt khí nhưng là hướng bốn phương tám hướng va chạm đi, bất thình lình đập vào Diệp Thần và Tiểu Hoàng trên mình. Tiểu Hoàng lui lại mấy bước, mà Diệp Thần giống như vậy. Phốc suy. Diệp Thần không nhịn được khóe miệng phun một ngụm máu tươi vẩy ra, bị không nặng tổn thương, thân thể kịch liệt co quắp. Mà Tiểu Hoàng giống như là một cái không có chuyện gì người, chạy như điên tới. Mỗi một bước, ao nước chấn động, đáy ao lại là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu chân. Đáng chết, tên này rốt cuộc nổi điên làm gì à? Diệp Thần có chút nổi nóng, nếu như là kẻ địch, hắn có thể hào không cố kỵ, nhưng là trước mắt nhưng là đồng bọn của hắn. Đánh như thế nào? Lưỡng bại câu thương, đây không phải là hắn kết quả mong muốn. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên, đồ nhi, thật ra thì cái này rất bình thường, tên này cắn nuốt thang trời nhiều cường giả như vậy uy áp lực, hơn nữa đầu kia chín đầu huyết lang toàn bộ lực lượng này quá nhiều, hơn đến tiến hóa sau đó, hắn phải phát tiết ra ngoài, nếu không nó cũng sẽ bạo thể mà chết. Bây giờ trạng thái hắn, không thể nào nhận ra ngươi, thậm chí có thể muốn giết ngươi. Bất quá, may ở chỗ này là ở Tẩy Long Trì. Tẩy Long Trì sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì là bên trong chứa long nước mắt chi suối, một giọt liền có thể để cho huyết long mạnh mẽ gấp mấy lần, đây đối với máu ngươi long rất mấu chốt, ngươi bây giờ để cho huyết long nhanh lên hấp thu trong này năng lượng, cùng toàn bộ long nước mắt chi suối bị hấp thu, máu kia long liền có chống cự người này năng lực. Đến lúc đó huyết long trạng thái cũng sẽ cuồng bạo, cái này hai tên cùng nhau phát tiết một ít thời gian đổ là lựa chọn tốt. Diệp Thần ngẩn ra. Lúc này mới suy nghĩ ra Lâm Thanh Huyền ban đầu tại sao nhấn mạnh Tẩy Long chỉ đối với huyết long và Tiểu Hoàng đều rất mấu chốt. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy ở huyết long hấp thu long nước mắt chi suối trước đâu? Lâm Thanh Huyền con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, vậy thì xem ngươi có thể chống đỡ tên này bao lâu? Dứt lời, Lâm Thanh Huyền biến mất. Sau đó, Tiểu Hoàng lại bọc một đạo cực mạnh sát khí cuồng bạo tới. Uy phong hết sức. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, bước ra một giọt máu tươi tại Trảm Long Vấn Thiên kiếm trên, trực tiếp điên cuồng chém tới. Một người một thú rối rít mang theo thần lôi lực, tựa như hai đạo lôi cầu đang không ngừng va chạm. Huyết Long bản muốn giúp một chút, nhưng là Diệp Thần vội vàng nói, Huyết Long, nhanh lên hấp thu long nước mắt chi suối. Nhanh lên! Nghe được câu này, Huyết Long trong mắt do dự mấy phần, còn là nhanh hướng cổ thành địa phương tối tăm nhất đi. Vậy chỗ sâu, có từng đạo yếu ớt long ngâm, cảm giác rất xa, thậm chí đến từ mãi mãi. Toàn bộ đài ao, Diệp Thần và Tiểu Hoàng không ngừng va chạm. Tiểu Hoàng cố nhiên thân thể không lớn, nhưng là tùy tùy tiện tiện một cái dấu bàn tay đánh tới, cũng đủ để cho Diệp Thần khí huyết chấn động. Diệp Thần lần lượt bị thương, di động tại bên bờ sinh tử. Tiểu Hoàng hiển nhiên cũng không cách nào tiến một bước trọng thương Diệp Thần. Nó vậy giữ tợn trong mắt càng phát ra tức giận. Phảng phất có người đang khiêu chiến hắn uy tín. Đáy ao cuộc chiến, nhưng là để cho Tẩy Long chỉ phía trên mọi người khó chịu đến mức tận cùng. Vô tận thần lôi ở nước suối trong dạo chơi, có một cái tu vi và thiên phú thoáng lạc hậu thiên tài, căn bản không đỡ được. Quanh người hắn chân khí bình phong che trở tại chỗ vỡ vụn. Thần lôi và sát ý hoàn toàn cắn nuốt hắn. Kính thủy tiên sinh, cứu ta. Hắn muốn rời đi, nhưng phát hiện thần lôi tựa như một bản lưới sét trói buộc hắn, hắn căn bản không cách nào rời đi. Mấu chốt mình đan điền chân khí thật giống như bị điên cuồng hấp thu. Hắn tu vi ở hạ xuống. Một bên kính thủy tiên sinh con người co giúp một cái, một bước bước ra, trôi lơ lửng ở Tẩy Long chỉ trên, bắt được tên kia tay. Chợt kéo ra mặt nước. Nhưng là lúc đã chậm. Thần lôi và huyết sát bỗng nhiên co giúp lại. Hắn thân thể ngay tức thì nổ tung. Tẩy Long chỉ trong còn dư lại Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Đạo Bào Thanh Niên, thậm chí còn dư lại tất cả mọi người trong mắt thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Cái này bao nhiêu giờ, lại bỏ mình hai cái thiên tài. Tám người bước vào nơi đây, bây giờ chỉ còn lại sáu người. Ai lại sẽ là cái kế tiếp? Kính Thủy Tiên sinh chân mày nếp nhăn thành một cái chữ xuyên, hắn không biết Tẩy Long chỉ hạ chuyện gì xảy ra. Nhưng là có chuyện có thể xác định,
lần này Tẩy Long Trì trình độ nguy hiểm vượt xa trước mở ra 10 lần. Hắn nghĩ rõ ràng hết thảy, liền đối với Kỳ Thư Thanh và Ngụy Dĩnh đám người nói, lần này Tẩy Long Trì cực kỳ nguy hiểm, các ngươi cũng không muốn cảm ngộ và hấp thu bên trong năng lượng, đuổi mau ra đây. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là chỉ có một thanh niên áo đen vì tự vệ trở lại Kính Thủy Tiên Sinh bên cạnh. Còn lại 5 người vẫn đang cảm thụ. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, liều mạng đi tới đây cơ duyên há có thể tùy tùy tiện tiện buông tha. Kính Thủy Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không để ý tới nữa. Cũng may, nửa giờ sau đó, trong 5 người lại có 4 người bắt đầu đột phá. Đột phá ý cực kỳ cuồng bạo, Tẩy Long Trì lăn lộn. Một đạo tiếp theo một đạo sóng biển điên cuồng tung lên. Duy nhất một không có đột phá chính là cái đó đạo bào thanh niên. Đạo bào thanh niên thân thể không ngừng lẻn vào đến trong nước, trong tay lại là nắm một khối ngọc bội. Ngọc bội chi trên có khắc đạo tông hai chữ. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đạo tông phái tới. Hắn toàn bộ hành trình duy trì khiêm tốn. Chỉ vì đạo tông tông chủ cho sứ mạng của hắn. Hắn cũng là đạo tông tông chủ trước mắt đào tạo duy nhất một thành thục vật thí nghiệm. Ban đầu Diệp Thần ở Thanh Huyền đỉnh vùng lân cận đối mặt sát chủ và ngoài ra 3 người, chính là nhóm đầu tiên. Còn hắn thì thứ 3 đợt. Thực lực ở phản hư cảnh trên, linh căn và huyết mạch đủ để nghiền ép hết thảy. Ngàn năm qua, đạo tông quảng thu Côn Lôn hư các lộ thiên tài, chính là bởi vì trong lòng có một cái điên cuồng kế hoạch. Cái kế hoạch này một khi thành công, đạo tông sẽ gặp một lần hành động thành là Côn Lôn hư thứ nhất tông môn. Cũng có thể nắm trong tay toàn bộ Côn Lôn hư. Mà bây giờ, đối với đạo tông tông chủ mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là Diệp Thần và Đoạn Hoài An chỗ ở Y Thần môn. Cho nên Côn Lôn hư thiên tài chi so, thứ nhất không trọng yếu, tông chủ nói cho hắn, nếu như gặp phải Diệp Thần, nhất định phải nghĩ đủ phương cách tru diệt, hơn nữa đạt được Diệp Thần trên người bí mật. Mà hắn vô cùng chắc chắn Diệp Thần ngay tại Tẩy Long Trì để. Vị kia đạo tông đệ tử hoàn toàn biến mất, lại là hướng đáy ao đi. Nguy cơ đến gần. Tẩy Long Trì phía dưới. Diệp Thần kịch liệt thở hổn hển, Trảm Long Vấn Thiên kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ Diệp Thần. Trên người hắn đồ dạo phố hoàn toàn vỡ vụn, trên thân hình càng là có từng đạo vết máu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía dữ tợn tiểu hoàng, có chút im lặng. Tên này lại còn không phóng thích kết thúc, giống như có vô cùng vô tận tinh lực. Để cho hắn làm sao còn đánh. Tiểu Hoàng, nếu không ngươi đụng tường thử một chút, ta là thật không chịu nổi làm ngươi bồi luyện. Diệp Thần nói, nhưng mà lời này đối với Tiểu Hoàng mà nói nhất định chính là làm nhục. Một giây kế tiếp nó mang theo thế lôi đình, cấp tốc vào tới. CMN, Diệp Thần thật sự là phục, hắn muốn đem Trảm Long Vấn Thiên kiếm nhổ lên. Nhưng phát hiện cây bản hết hơi. Quá mệt mỏi. Bất quá hắn ngược lại là phát hiện và Tiểu Hoàng phát tiết bên trong, thân thể đột phá ý càng ngày nồng nặc. Đã có thể đột phá. Tiểu Hoàng chớp mắt gian đi tới Diệp Thần trước mặt, một chưởng ầm ầm đánh ra. Diệp Thần thân thể ngay tức thì bay ra ngoài. Thân thể một chuyển, một kiếm cắm ở trên mặt đất. Trong nước sao hỏa lan tràn, một đạo vết kiếm bỗng nhiên tạo thành. Nhìn thấy mà giật mình. Còn chưa ổn định thân hình, Tiểu Hoàng lần nữa vọt tới, lần này mang sát ý lạnh như băng. Vậy béo mập bàn tay lại là xuất hiện mấy đạo nhọn thép đao trên lưu chuyển thần lôi và huyết sát, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ tới. Cái này Tiểu Hoàng thật sự là dự định giết hắn à? Diệp Thần giật mình một cái, một cây phong cách cổ xưa ngân châm cầm ở lòng bàn tay, mới vừa dự định đem Lâm Thanh Huyền ngân châm lực bắn ra. Vậy bóng tối chỗ sâu truyền tới một đạo chấn thiên tiếng rồng ngâm. Thanh âm quá vang lên, thậm chí còn mặt đất cũng chấn động lên. Sau đó Diệp Thần thấy một đầu đỏ rực bóng người vọt ra. Thật là huyết long. Chỉ bất quá thời khắc này huyết long thân thể khổng lồ gấp mấy lần, hơi thở lại là cực kỳ khủng bố. Mặt ngoài thân thể long ngâm bao trùm, ánh sáng soi dưới, lại là phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Huyết long hộ chủ. Cuồng bạo hết sức, nghìn mét khoảng cách, đối với nó tới không nói lại là trong nháy mắt. Đụng. Huyết long trực tiếp đụng ở Tiểu Hoàng trên mình. Tiểu Hoàng cảm giác được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay giống như cương đao móng vuốt trực tiếp hướng huyết long đâm tới.
sột sột, căn bản không cách nào xuyên thấu, kịch liệt sao hỏa lên. Ầm, huyết long trực tiếp đem tiểu hoàng đụng đi ra ngoài. Cơ hồ ngay tức thì, hai đạo một lớn một nhỏ thân thể đánh đấu. Thượng cổ thần long và thượng cổ thú vương cuộc chiến. Bởi vì quá nhanh, ngược lại là Diệp Thần chỉ có thể thấy được một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng mang không ngừng đụng, không ngừng tách ra. Toàn bộ tẩy long chỉ chấn động, lăn lộn. Đợt khí không ngừng bắn về phía chung quanh, tường đổ tàn viên vậy vỡ vụn mấy phần. Diệp Thần thở ra một hơi, cũng không để ý hai tên kia, hắn bây giờ phải tu luyện và đột phá. Tẩy long chỉ trong nước không chỉ có dòng nước mắt chi suối, còn có dịch hóa linh khí, tu luyện một ngày, tương đương với Côn Lôn hư tu luyện một năm. Cơ hội này, hắn không thể lãng phí. Diệp Thần không do dự nữa, ngồi xếp bằng, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển. Lần trước ở Thanh Huyền đỉnh dừng lại ở nhập thánh cảnh tầng thứ 3, lần này, hắn ít nhất phải đột phá đến tầng thứ 5. Chí ít, lần trước đoạn lôi nhân tiêu tán, ngôi sao kia ánh sáng còn lưu ở bên trong đan điền, không thể nghi ngờ là trợ giúp hắn đột phá nhất nghịch thiên lực lượng. Tẩy long chỉ linh khí tách ra hội tụ, Diệp Thần quanh thân lại là hình thành một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một mặt âm lãnh, một mặt nóng bỏng. Bên trong đan điền, chân khí lăn lộn. Tất cả lực lượng, lại là như thiên quân vạn mã vậy hướng tầng kia trở ngại đột phá đi. Giờ khắc này Diệp Thần thân thể, chính là một tòa chiến trường. Chung quanh hết thảy tựa như yên lặng xuống. Dù là huyết long và tiểu hoàng bây giờ cuồng bạo chiến đấu vậy không ảnh hưởng được Diệp Thần. Cửu thiên huyền dương quyết không biết vận chuyển nhiều ít cái chu thiên. Hắn vậy không biết cực hạn của mình ở đâu. Vô tận linh khí đụng. Một đạo trở ngại tại chỗ phá vỡ. Diệp Thần quanh thân lại là hiện lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Loại cảm giác này quá đã. Xa không có kết thúc, Diệp Thần tiếp tục hướng cái kế tiếp trở ngại đi. Từng cổ một năng lượng từ đan điền lao nhanh ra, cuối cùng lần nữa hội tụ bên trong đan điền. Đan điền không ngừng mở rộng. Tẩy long chỉ càng ngày càng nhiều năng lượng hướng Diệp Thần tới. Đột nhiên, Diệp Thần túi hòn đá nhỏ vậy bay ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu tẩy long chỉ năng lượng. Là luân hồi mộ địa sử dụng. Một người một thạch bắt đầu cướp đoạt toàn bộ tẩy long chỉ tài nguyên. Hành động này trước nhất phản ứng lại dĩ nhiên là Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh các người. Hai người con ngươi mở ra, nhìn nhau, cũng phát hiện lẫn nhau trong con ngươi nghi hoặc. Tẩy long chỉ năng lượng lại đang biến mất. Mấu chốt các nàng cũng không có hấp thu quá hơn à. Cố nhiên năng lượng hấp thu, nhưng là tẩy long chỉ ở giữa nguy cơ nhưng là càng phát ra mãnh liệt. Từng đạo sóng gió kinh hoàng đánh vào trên người các nàng. Hai nữ cố nhiên dùng chân khí bình phong che chở ngăn trở, nhưng hay là để cho sợi tóc ướt. Không biết tại sao cái này tẩy long chỉ năng lượng sẽ như vậy thoái hóa, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, mỗi người dùng bí pháp cướp đoạt đi. Kỳ Tư Thanh nói một câu, chỉ một cái điểm tại mi tâm trên. Một đạo ánh sáng bắn ra. Ánh sáng tựa như huyễn hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Điên cuồng hướng biến mất năng lượng đi. Lại là bắt lại vỗ vào Kỳ Tư Thanh trên mình. Kỳ Tư Thanh khóe miệng phác họa dậy một đạo nụ cười, tiếp tục tu luyện và đột phá. Ngụy Dĩnh con người có giúp một cái, nàng không có Kỳ Tư Thanh như thế nhiều thủ đoạn, nhưng là nàng nhưng có sát huyết hàn thể. Sát huyết hàn thể, ta thân thể tạm thời cho ngươi nắm trong tay, nếu như điều này có thể tính hoàn toàn trôi qua, ngươi có thể đừng nghĩ thực hiện ngươi cái đó mục tiêu. Ngay tức thì, Ngụy Dĩnh trong mắt thay đổi. Vô cùng lạnh như băng, bất cận nhân tình. Chính là sát huyết hàn thể. Nàng nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện Diệp Thần không có ở đây, hừ lạnh nói, tên khốn kia không có ở đây, hắn nhặt trở về một cái mạng, nếu không, ta định để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Băng hàn lãnh vực, dậy. Dứt lời, Ngụy Dĩnh chung quanh 10 mét tẩy long chỉ hoàn toàn đông, hóa là hàn băng. Nàng chỗ ở vị trí năng lượng cũng là ngưng trôi qua. Nàng ngồi ở hàn băng trên, tiếp tục đột phá. Trừ cái này hai người, còn dư lại mấy vị thiên chi kiêu tử cũng không có loại thủ đoạn này, nếu tẩy long chỉ không có linh khí, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, bọn họ đều lựa chọn thời gian đầu tiên rời đi tẩy long chỉ. Toàn bộ tẩy long chỉ bề ngoài chỉ còn lại Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh đang đột phá.
Một bên Kính Thủy Tiên Sinh nhìn lướt qua chung quanh, điểm một cái số người, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Đạo tông vị thiên tài kia đệ tử lại không thấy. Hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nụ cười, nghe đạo tông và Y Thần Môn không cùng, đạo tông lại là mấy lần muốn hủy diệt Y Thần Môn cùng với Đoạn Hoài An. Bây giờ nhìn lại, vị kia đạo tông đệ tử hẳn đi Tẩy Long Chỉ phía dưới tìm thằng nhóc kia. Ta đã sớm nhận ra được vị này đạo tông đệ tử có cái gì không đúng, một mực ở áp chế thực lực, xem ra, lần này có người trước hỗ trợ ra tay. Tẩy Long Chỉ phía dưới. Diệp Thần đã đột phá đến nhập thánh cảnh tầng thứ 5. Hơn nữa còn đang đột phá. Cái này làm cho Diệp Thần quanh thân huyết dịch tựa như đều sôi trào. Mặc dù chỉ là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là con đường tu luyện, càng về sau, một cái cảnh giới nhỏ mang đến hiệu ích lại càng lớn à. Thậm chí hai đứa nhỏ cảnh giới bên trong, có thể cách một đạo rãnh trời. Có chút người tu luyện nghèo cả đời cũng đừng nghĩ đột phá. Chỉ sợ như vậy tốc độ tu luyện, truyền tới ngoại giới, cũng phải cần tung lên mưa gió chứ. Không nghĩ tới, Tẩy Long Chỉ thật cho ta một đạo đại cơ duyên. Diệp Thần bất kể mình thời khắc này thành tựu là biết bao kinh thế hãi tục. Cơ hội đặt ở trước mặt, hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng. Nếu cơ hội xuất hiện, hắn làm sao có thể buông tha. Ngoại giới trào vào bên trong cơ thể vậy một cổ hung tàn năng lượng là rất khủng bố. Thậm chí, có luân hồi mộ địa điên cuồng hấp thu, vậy ba lần bốn lượt để cho Diệp Thần suýt nữa bỏ mạng. Bất quá, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Những lời này nói đúng một chút cũng không sai. Cho ta tới. Trước đây không lâu, còn vô cùng nóng nảy lòng, đổi được hưng phấn. Trước đây không lâu còn phiền não vô cùng tâm trạng, giờ phút này bình tĩnh lại. Thấy được dưới sự xung kích một cảnh giới cơ hội, Diệp Thần nơi nào còn biết chần chờ. Thống khổ, tự nhiên vẫn còn ở. Hành hạ, vậy đang kéo dài. Nhưng là, Diệp Thần là có đại nghị lực người. Nếu không có cái này một phần nghị lực, hắn không thể nào đi cho tới bây giờ, không thể nào trong thời gian ngắn đi tới cao như vậy độ. Mấy năm địa ngục vậy kiếp sống, ma luyện một viên lòng kiên định, một phần không thể dao động ý chí. Cố nén vậy người thường khó mà chịu được đau đớn và hành hạ, Diệp Thần lần này càng phát ra chủ động hấp thu vậy bạo ngược vô cùng hơi thở, đạt tới điên cuồng. Diệp Thần thân thể, chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Có thể nói là sóng gió kinh hoàng, tràn đầy lũ lụt. Vậy luân hồi mộ địa chịu đựng hòn đá nhỏ, đã sớm vận chuyển tới trình độ cao nhất, không ngừng luyện hóa năng lượng, không ngừng cực hạn chịu đựng, Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được tái nhợt. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên Diệp Thần thân thể thuộc về ranh giới tan rã, thế cục vi diệu vô cùng. Đùng đùng, thỉnh thoảng, liền có thể nghe được Diệp Thần trong cơ thể truyền tới từng trận thanh âm thanh thúy. Quanh người hắn xương cốt và máu thịt, tựa hồ ở tan vỡ và gây dựng lại chính giữa không ngừng qua lại. Đây thật là địa ngục vậy hành hạ. Lỗ chân lông bên trong, một chút xíu máu tươi rỉ ra, đọng lại, chóc ra. Thời gian trôi qua, như vậy quá trình không ngừng qua lại. Thân hình so với ban đầu, gầy đi một vòng, nếu như lại cẩn thận xem xét, có thể thấy Diệp Thần thân thể, ở năng lượng tàn phá dưới, mơ hồ run rẩy. Có lẽ một khắc sau chính là địa ngục, chân chính địa ngục. Cũng có thể, thiên đường cửa, lúc này mở ra. Ý chí trở thành giờ phút này mấu chốt nhất tồn tại. Dĩ nhiên, luân hồi mộ địa tác dụng không cho khinh thường. Nếu không, Diệp Thần nơi nào có thể đi tới bước này. Mà ở như vậy gặp trắc trở chính giữa, Diệp Thần lấy được chỗ tốt lộ ra thấy rõ. Bên trong đan điền, một hàng hà sa số ngôi sao xuất hiện, một chút. Hai điểm. Cuối cùng hóa là vô cùng vô tận, giống như ngân hà mênh mông. Theo thời gian rời đổi, theo năng lượng tiếp tục hấp thu, từ từ, vậy một chút xíu nhỏ không thể nói vì sao dày đặc bắt đầu dung hợp, dần dần lớn mạnh. Cuối cùng, vô tận vì sao dày đặc dung là một phiến. Phá cho ta. Mà đến lúc này, Diệp Thần vậy rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được vậy một tầng bình phong che chở tồn tại. Một tiếng thét dài. Bát phương gió động. Trong cơ thể năng lượng ngay tức thì bùng nổ, như vũ trụ bào trà, như núi lửa phun ra. Oanh! Thân thể chỗ sâu nhất truyền tới một hồi tiếng nổ, Diệp Thần thân thể kịch liệt run rẩy. Phốc thử! Phun ra một ngụm máu tươi,
hắn thần sắc tái nhợt liền không biết nhiều ít. Lại tới, thời khắc này Diệp Thần đang đột phá, Huyết Long và Tiểu Hoàng lại là ở một bên đánh không thể tách rời ra. Thậm chí một rồng một thú giờ phút này lộ vẻ được có chút chật vật. Vết thương chồng chất, chúng hoàn toàn bỏ quên Diệp Thần, mà là mượn lẫn nhau, khơi thông toàn bộ lực lượng. Nhưng là tất cả mọi người đều không có chú ý tới, nguy cơ đang lặng lẽ tới. Vị kia đạo tông đệ tử vững vàng rơi vào Tẩy Long Chỉ Chi Để. Tay cầm tông chủ cho hắn ngọc bội, hắn cơ hồ coi thường Tẩy Long Chỉ Để áp lực. Hắn linh thức phóng thích mở, khi thấy Huyết Long và Tiểu Hoàng hóa là hai đạo ánh sáng mang lần lượt thay nhau, hắn hoàn toàn bị dọa. Tẩy Long Chỉ phía dưới lại có thể thật sự có rồng. Hơn nữa con rồng này khí thế cực kỳ cường thế. Ừ, cái vật nhỏ kia vậy là cái gì? Mặc dù ở quảng trường Thiên Tuyệt lên, hắn thấy qua Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng đại phát thần uy, nhưng là bây giờ Tiểu Hoàng xưa không bằng nay, hắn tự nhiên không nhận biết. Hắn chân mày nhíu, đột nhiên tầm mắt chú ý tới trong xó xỉnh một đạo đang đột phá bóng người. Chính là Diệp Thần. Sát ý thoáng qua. Hắn khóe miệng càng là có một đạo mừng như điên. Diệp Thần lúc này đang đột phá, đây quả thực là lớn cơ hội tốt à. Mấu chốt Diệp Thần trạng thái cực kỳ mấu chốt, muốn phá hoại dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Diệp Thần thương thế. Tới được không Như Lai đúng dịp. Trời muốn mất hắn, thì như thế nào? Một chuôi kiếm lạnh lẽo sử dụng, hắn lặng yên mà đi, mỗi đi một bước trên người khí thế không ngừng leo lên. Đến gần lúc đó, đạo tông đệ tử nhưng là từ đầu đến cuối lưu ý vậy một rồng một thú, dẫu sao đây là uy hiếp lớn nhất. Cũng may hai tên kia mình cũng không để ý, làm sao có thể chú ý tới bên này. Càng là mấu chốt là, loại này thượng cổ tồn tại, tất nhiên là Tẩy Long Chỉ trấn giữ thần thú, làm sao có thể giúp một con kiến hôi. Mấy giây ngắn ngủi, đạo tông đệ tử đã tới Diệp Thần trước mặt, không chút do dự, vô tận lực hội tụ ở một kiếm trên, Tẩy Long Chỉ dạo dực, một đạo hàn mang phá không đi, trực kích Diệp Thần tim. Ngay tại muốn xuyên thấu Diệp Thần ngay tức thì, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên mở ra. Hết sức băng hàn. Hắn không để ý tới hết thảy, cắt đứt tu luyện, năm ngón tay đưa ra, bắt được vậy đâm tới kiếm ý. Trong tay hắn rịn ra máu tươi. Đồng thời, Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dẫu sao cưỡng ép cắt đứt đột phá, quá tổn thương thần. Ngươi là ai? Diệp Thần tức giận nói. Đạo tông đệ tử cười lạnh một tiếng, ta là ai? Hừ, ở ngươi trước khi chết, ta liền nói cho ngươi, ta là đạo tông Trương Chấn Đình. Bị tông chủ nơi nhờ, bắt lại ngươi phế vật này đầu lâu. Đạo tông, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, đưa tay ra, Trảm Long kiếm bay trở về, trực tiếp bổ vào Trương Chấn Đình trên trường kiếm. Thân kiếm chấn động, Trương Chấn Đình lui về phía sau mấy bước. Hắn không có tiếp tục động thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm trong tay. Kiếm này, căn bản không phải Diệp Thần ở trên lôi đài sử dụng. Mấu chốt kiếm này, hắn biết, Côn Lôn hư phần lớn tông môn đệ tử đều biết. Bởi vì kiếm này chủ nhân là Diệp Thí Thiên à. Nhưng mà Diệp Thần tại sao có thể có Diệp Thí Thiên kiếm? Trong đầu hết thảy suy nghĩ quấn quanh, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần ở trên lôi đài bùng nổ sấm sét và ngọn lửa. Ở Côn Lôn hư nắm trong tay ngọn lửa và sấm sét người không thiếu. Nhưng là nắm trong tay ngọn lửa và sấm sét, lại nắm trong tay thanh kiếm này chỉ có một. Hắn con người trợn to, kinh hô thành tiếng, người lại chính là Diệp Thí Thiên. Diệp Thần lau sạch khóe miệng vết máu, lạnh lùng cười, là thì như thế nào? Trương Chấn Đình lấy được câu trả lời, sợ hãi cảm giác bỗng nhiên biến mất, ngược lại âm lãnh cười lên, thật là trời cũng giúp ta. Bỏ mặc ngươi là Diệp Thí Thiên vẫn là Diệp Thần. Sợ rằng bây giờ ngươi chân khí trong cơ thể rối loạn, rất là khó chịu. Hơn nữa vết thương trên người của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là thời kỳ toàn thịnh ta đối thủ. Nếu như tông chủ biết ta chém giết Diệp Thần và Diệp Thí Thiên hai người, sợ rằng sẽ đem những thứ đó rót vào ta trong cơ thể. Đến lúc đó ta tất nhiên thành là đi theo tông chủ xưng bá thiên hạ đạo tông hộ pháp. Diệp Thần nghe được Trương Chấn Đình nói tiếng nói, rõ ràng liền cái gì? Cái này Trương Chấn Đình khí tức trên người và vậy người tu luyện có chút không cùng, ngược lại cùng trước mấy ngày bước vào Thanh Huyền Đỉnh ba vị cường giả có chút giống nhau.
chẳng lẽ là cùng một loại người? Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, Trương Chấn Đình liền một bước bước ra, mang theo thế bài sơn đảo hải tới. Diệp Thần chỉ có thể cố nén trên mình rối loạn năng lượng, dùng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ngăn trở. Nhưng là cái này một ngăn trở, ngược lại để cho hắn đan điền hơi thở loạn hơn. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trương Chấn Đình thấy một màn này, vui vẻ cười to đứng lên, Diệp Thí Thiên, nếu như ta là ngươi, hãy ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hiến tế đầu lâu. Bây giờ thân thể ngươi trạng thái rất hỗn loạn, càng phản kháng, chỉ biết tổn thương ngươi càng sâu. Giờ khắc này, hắn hưởng thụ được cực điểm. Còn nữa, trên mình ngươi tất nhiên có không thể cho người biết bí mật, nếu như đem những bí mật này nói cho ta, ta cân nhắc cho một mình ngươi tốt kiểu chết. Cút! Diệp Thần con ngươi phạm lạnh, tại chỗ sử dụng một cây ngân châm. Lâm Thanh Huyền cái này lực lượng là trước mắt hắn có thể sử dụng lớn nhất cậy vào. Hắn nhìn một cái Huyết Long và Tiểu Hoàng, thiếu chút nữa tức chết. Mình đều bị người ám toán, cái này hai tên lại có thể không có một chút hộ giá ý nghĩa. Chẳng lẽ lại không thể dài điểm ánh mắt? Không nghĩ nhiều nữa, ngân châm lực bùng nổ, nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía, bao trùm mở. Vèo, một tiếng, ngân châm tránh thoát Diệp Thần tay, bay ra ngoài. Hướng Trương Chấn Đình đi. Ùm ùm. Sát ý đột nhiên bay lên, thiên địa lực hết sức là sử dụng. Vô biên năng lượng, ngưng tụ, nho nhỏ ngân châm lại có thể tại chỗ mở rộng. Đảo mắt bây giờ lại là hóa là đỏ thấm trăm trượng dài chen. Từng trận giòn vang tiếng truyền tới. Cái này trăm trượng dài chen muốn phá vỡ hết thảy trước mặt. Đinh! Nhất kích lực không cách nào ngăn trở. Một cổ cuồng bạo đợt khí đột nhiên phun trào, ánh lửa chói mắt lóe lên. Tẩy Long chỉ để run rẩy kịch liệt. Trương Chấn Đình nụ cười cứng ngắc. Hơi thở này, lại là thần y thuật. Ngoại giới lời đồn đãi Diệp Thí Thiên y đạo thông thần, thật chẳng lẽ như vậy? Hắn không do dự nữa, vừa định ngăn cản. Trăm trượng dài chen lại biến mất. Hết thảy lực lượng cuồng bạo tất cả cũng không có. Bởi vì Diệp Thần trong cơ thể đan điền chân khí đã không cách nào chống đỡ. Cực điểm. Đáng chết. Diệp Thần cố nén đau đớn trên người. Đan điền như vậy rối loạn, không chỉ võ đạo không cách nào thi triển, y đạo cũng giống như vậy à. Hắn chỉ có thể đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cắm trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Sắc mặt trắng bệch, hèn hạ đạo tông. Trương Chấn Đình mặc dù không rõ lực lượng kia tại sao phải biến mất, nhưng là cũng không dám nói nhảm nữa. Bây giờ không giết Diệp Thần, sau này thì đừng nghĩ có cơ hội. Diệp Thần, hôm nay, ta Trương Chấn Đình liền tự mình đưa ngươi lên đường. Đầu ngươi ta muốn, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng thiên tài và phế vật giữa khác biệt. Kiếm ý lượn lờ, khuấy động toàn bộ Tẩy Long Trì. Tẩy Long Trì lăn lộn. Trương Chấn Đình kiếm trong tay lại là ở trong nước bắn ra đạo đạo cuồng bạo ngọn lửa. Làm kiếm ý và tự thân khí thế nổi lên tới cực điểm lúc đó, hắn một kiếm đánh xuống. Một kiếm này, kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp. Bất kể là ai, cũng có thể chém chết. Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng. Hết thảy quá buông lỏng. Giờ khắc này, hắn là thiên địa thần. Cùng giết Diệp Thí Thiên sau đó, hắn liền chiêu cáo Côn Lôn Hư. Diệp Thí Thiên ở Côn Lôn Hư mọi người trong lòng càng âm ảnh, vậy hắn Trương Chấn Đình thành chỉ biết càng cao. Mắt xem một kiếm này thì phải đánh xuống. Đột nhiên, toàn bộ Tẩy Long chỉ chấn động. Tẩy Long chỉ lại là phân là hai nửa. Đồng thời, hai đạo động trời gầm thét tiếng vang khắp toàn bộ Tẩy Long trì. Lại là vang khắp Ngàn Quyết quảng trường. Vang khắp Côn Lôn Hư. Trương Chấn Đình hoàn toàn bị cái này sấm tiếng dọa sợ. Hắn phát hiện kiếm trong tay hắn lại tại chỗ vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, trong thanh âm này uy áp là có khủng phố dường nào. Chẳng lẽ là vậy hai tôn thượng cổ yêu thú? Hắn cũng không đoái hoài tới chém chết Diệp Thần, vội vàng quay đầu hướng mới vừa rồi hai thú đánh nhau phương hướng nhìn lại. Trống trơn như vậy. Vậy thần long và hung thú, không thấy. Thậm chí hắn phát hiện chung quanh hết thảy cũng quá an tĩnh. Giống như là bão táp đêm trước vậy. Hắn có dũng khí dự cảm bất tường, sau lưng lại có chút lạnh lẽo. Vô cùng lạnh như băng. Loại cảm giác này quá khó chịu. Không được. Nơi đây không thể ngây người thêm,
ta phải lập tức chém chết cái này Diệp Thí Thiên, sau đó rời đi. Không do dự nữa, hắn ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, lòng bàn tay sử dụng một chuôi đoản kiếm. Lần nữa hướng Diệp Thần đi. Ngươi chắc chắn. Một đạo lãnh đạm khinh thường thanh âm vang lên. Đến từ Diệp Thần. Đoản kiếm chưa tới, Trương Chấn Đình nhưng là thấy được Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Không có mới vừa rồi chật vật. Vân Đạm Phong khinh đến mức tận cùng. Giống như tức sắp chết không phải hắn. Tên này rõ ràng bị thương, đan điền vậy rối loạn, vì sao như vậy làm bộ làm tịch. Diệp Thí Thiên, đừng lấy là ngươi giả dạng làm cái bộ dáng này, ta cũng không dám giết ngươi. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. À, Diệp Thần có nhiều thú vị gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, nếu đạo tông đắc tội ta, vậy hôm nay Côn Lôn hư thi đấu kết thúc sau đó, ta liền tìm thời gian tự mình xóa đi đạo tông đi. Nghe được câu này, Trương Chấn Đình có chút buồn cười. Không biết tự lượng sức mình. Hắn khí thế leo lên, mắt xem đoản kiếm muốn đâm vào Diệp Thần thân thể, một cổ vô hình uy áp lại bao phủ tới. Thậm chí, hắn phát hiện đỉnh đầu tối om om một phiến. Hắn đoản kiếm dừng lại. Sau đó, hắn cảm thấy sau lưng có từng đạo hô hấp tiếng. Hắn cứng ngắc quay đầu. Khi thấy sau lưng hình ảnh, hô hấp tựa như đình trệ. Sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Bởi vì hắn sau lưng lại lơ lửng một đầu to lớn huyết long. Huyết long thì huyết trong mắt nhìn chằm chằm hắn, răng nanh dương ra, tức giận ý cực kỳ rõ ràng. Chỉ riêng hô hấp tiếng, liền tựa như gió lớn cuộn sạch. Hắn nuốt nước miếng một cái, đầu lâu từ từ quay trở lại. Bởi vì hắn căn bản không dám xem mà. Vốn cho là thấy bị thương Diệp Thần sẽ dễ chịu chút. Nhưng là làm tầm mắt chạm đến Diệp Thần, nhưng là phát hiện giờ phút này Diệp Thần trên bả vai, đứng một đầu hung thú. Mặc dù thân hình như mèo, nhưng là khí thế kia giống như tới từ địa ngục sứ giả vậy. Nhất là vậy một xanh một đỏ ánh mắt. Lạnh người à! Chỉ riêng cái ánh mắt này, liền so Côn Lôn hư cường giả còn đáng sợ hơn. Ai có thể nghĩ tới cái này đến từ một đầu mèo? Quỳ xuống! Đột nhiên! Diệp Thần trên bả vai đầu kia mèo nói chuyện. Trời ạ! Trương Chấn Đình con người thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Coi như tên này không phải mèo, là thượng cổ yêu thú, cũng không khả năng nói chuyện à. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, một đạo vô cùng vô tận uy áp từ vậy nói chuyện mèo trên mình cuốn tới. Hắn lại không bị khống chế tại chỗ quỳ xuống. Hắn muốn đứng lên, phát hiện lại là một loại sa cầu. Mèo này uy áp lại thắng được hư vương cảnh cường giả. Cái này mẹ hắn rốt cuộc cái quỷ gì à? Hắn sợ hãi, hắn sợ. Sau lưng có thượng cổ huyết long, trước người lại có một đầu không biết lai lịch hung thú. Mấu chốt cái này hai cái nghịch thiên tồn tại thật giống như cũng đang bảo vệ Diệp Thần à? Làm sao có thể? Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, người tựa hồ rất kinh ngạc. Trương Chấn Đình căn bản không dám nói lời nào. Hắn thân thể run rẩy, cúi đầu lô. Nói cho ta đạo tông bí mật, người chỉ có con đường này. Trương Chấn Đình lắc đầu một cái, vừa định cậy mạnh, hắn phát hiện sau lưng huyết long cái đuôi kia quấn quanh ở hắn. Bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn không cách nào hô hấp. Sắc mặt do trắng, tới đỏ, cuối cùng hoàn toàn thanh. Hắn dùng sức vỗ vào đuôi rồng, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta nói, nghe được câu này, huyết long lực lượng buông lỏng mấy phần, Trương Chấn Đình được thở dốc. Nói đi, ta nghe, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Trương Chấn Đình nhìn một cái vậy lạnh như băng trong mắt tiểu hoàng, há miệng, đột nhiên, một đạo sát ý từ hắn trong miệng bắn ra. Trực thủ Diệp Thần ấn đường. Mắt xem muốn chạm được ấn đường, tiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, rác dưới, tự tìm cái chết. Bóng người lóe lên. Tiểu hoàng ngay tức thì chắn Diệp Thần trước người, ám khí ngay tức thì rơi vào hắn trên mình. Tại chỗ hóa thành hư vô. Trương Chấn Đình sắc mặt đại biến, đây chính là tông chủ núp ở trong cơ thể hắn một đạo lực lượng, vậy cường giả căn bản không cách nào ngăn trở, dù là hư vương cảnh cũng không khả năng. Tông chủ như vậy, chính là vì phòng ngừa cái tình huống này, nhưng là lại có thể bị dễ như trở bàn tay cản trở. Chết! Tiểu hoàng trường ấn trực tiếp vỗ vào Trương Chấn Đình trên ngực. Còn chưa cùng hắn phản ứng, sức sống tiêu tán,
trực tiếp hóa là xương máu. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiểu Hoàng nhảy xuống, đi tới Diệp Thần bên phải, tên này đã sớm bị người dùng máu tươi khống chế, hắn chẳng qua là một cái con rối, muốn từ trên người hắn bộ ra vật có giá trị, căn bản không có thể, ngày khác ta và ngươi tự mình đi một chuyến đạo tông. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Tiểu Hoàng duỗi người nói, đuổi sắp đột phá đi, cái này Tẩy Long chỉ có sụp đổ dấu hiệu, tranh thủ trước lúc này, đột phá đến nhập thánh cảnh tầng thứ 7. Diệp Thần gật đầu một cái không do dự nữa, đan điền rối loạn va chạm khó chịu đến mức tận cùng, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục đột phá. Tiểu Hoàng yên lặng đi ở Diệp Thần phía bên phải, hai cái con người phóng thích cái này lạnh như băng sắc bén. Huyết Long trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên trái, trên mình ngút trời huyết khí ngưng tụ đến mức tận cùng. Một rồng một thú, bá đạo vô cùng, tựa như Diệp Thần hai đại hộ pháp. Tiểu Hoàng nhìn một cái Huyết Long, mở miệng nói có phải hay không nên bắt đầu. Những lời này, chỉ có Huyết Long có thể nghe hiểu. Đây là chúng ở hoàn toàn tiêu hao năng lượng lúc đạt thành nhận thức chung. Huyết Long sâu đậm nhìn một cái Tiểu Hoàng, gật đầu một cái. Mấy giây sau đó, một rồng một thú ngẩng đầu lên. Quanh thân mỗi người hiện lên hai đạo ánh sáng mang. Ánh sáng càng phát ra chói mắt, lại là hình thành một đạo thái cực bát quái thế. Bao vây Diệp Thần. Thần bí kia thạch đầu lại là chấn động lên. Luân hồi mộ địa trăm tọa mộ bia hơi biến hóa. Đột nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm để cho Tẩy Long chỉ lăn lộn. Ngay sau đó, một đạo hung thú gầm thét cũng là xuyên thấu Tẩy Long chỉ. Hướng xa xôi chi địa đi. Vậy hai đạo lần lượt thay nhau bọc Diệp Thần ánh sáng thông thiên lên. Chịu đựng Tẩy Long chỉ ngọn núi kia lại là kịch liệt chấn động. Dị tưởng. Thiên địa dị tưởng. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh mở mắt ra, các nàng rất rõ ràng, nếu như lại không rời đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ vừa mới bắt đầu liền không yên lặng qua. Hai người bọn họ thực hiện chăm chú nhìn chằm chằm kia hai đạo ánh sáng mang giao thoa trùm tia sáng nối thẳng chân trời. Trong lòng thậm chí có một chút sợ hãi. Vậy là tới từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Kính Thủy Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm lăn lộn Tẩy Long trì, hắn không xác định Diệp Thần ở đó phía dưới như thế nào. Dị tượng như thế và uy áp, thằng nhóc này tuyệt đối không chịu nổi. Cảm thụ chung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Tẩy Long chỉ lại là dần dần khô kiệt. Hắn vội vàng hướng còn dư lại mấy người nói, nhanh lên rời đi. Đi quảng trường Thiên Tuyệt, nếu như trễ một bước, tất nhiên táng sống ở này. Tất cả mọi người đều biết chuyện nghiêm trọng, rối rít hướng bên ngoài sơn động lao đi. Duy chỉ có Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh không có rời đi. Hai người tròng mắt bên trong rất là do dự. Diệp Thần làm sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Lời nói vừa dứt, toàn bộ vách núi bắt đầu sụp đổ. Đá lớn đập xuống. Đi, bằng ta đối với hắn hiểu, hắn có thể sớm rời đi. Không đi nữa, người ta đều phải táng sinh ở chỗ này. Hai đạo sinh đẹp ảnh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng bên ngoài đi. Vừa rời đi, vô số đá lớn chính là ngăn chặn hang núi. Mà giờ khắc này Côn Lôn hư. Nhưng là dị tượng liền liền. Nguyên bản sáng ngời ban ngày, ngay tức thì chuyển là nửa đêm. Nhóm thú chấn động. Bất kể là chuồng nuôi linh thú, vẫn là dưới người thú cưỡi, thậm chí còn trong rừng núi hung thú, tất cả đều chạy như điên và giống giận. Tất cả yêu thú, động vật, rối rít quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kêu rên, tựa như đang nghênh tiếp trước dạng gì hạ xuống. Loại này xuất hiện ở Côn Lôn hư trên lịch sử chỉ xuất hiện qua mấy lần. Nhưng là cái này mấy lần sau 10 năm, Côn Lôn hư cũng không lại an ninh. Bởi vì chân chính người nghịch thiên ra đời. Côn Lôn hư Diệp gia. Đình viện chỗ sâu một cái nhà bên trong. Một cái đang tu luyện ông già đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bên trong có lau một cái sâu đậm kinh hãi. Trước mặt hắn một tôn yêu thú tượng đá lại tại chỗ vỡ vụn. Cái này dị tượng, nhóm thú dị biến giống như. Ông lão tròng mắt trợn to, cái này dị tượng và sư phụ ban đầu dự liệu dị tượng giống nhau như đúc. Sư phụ năm đó thậm chí giao phó hắn, dị tượng này xuất hiện, chính là đại biểu số mệnh ở giữa người nọ chính thức ra đời.
Người này có thể nguy hại hắn sư phụ ở Côn Lôn hư bố cục hết thảy. Thậm chí vậy trăm vị phong ấn người cục cũng biết hoàn toàn bỏ chia. Rốt cuộc là ai? Ngay tại lúc này, một cái để dâu dê cụ già xuất hiện. Người này chính là bây giờ Côn Lôn hư gia chủ của Diệp gia. Lá mỗi gia chủ bước chân dừng lại, chắp tay một cái, đối với lão giả nói, trưởng lão, không biết là chuyện gì xảy ra, Diệp gia tất cả thú cưỡi và linh thú tất cả đều ngửa mặt lên trời kêu rên. Ta Diệp gia mấy tọa bia đá lại là vỡ vụn, xin trưởng lão chỉ điểm. Ông già gật đầu một cái, dị tượng như thế, ta sư phụ đã từng dự liệu qua, cái này dị tượng thuyết minh một chuyện, Côn Lôn hư gia đời không nên sinh ra tồn tại. Người này không riêng gì Côn Lôn hư đại địch, lại là ngươi Diệp gia nhất tồn tại nguy hiểm. Rất có thể hủy đi ngươi hết thảy. Lá mỗi gia chủ nghe được câu này hoàn toàn bị dọa, vội vàng nói, rốt cuộc ai? Trưởng lão, ngươi nhất định phải nói cho ta à? Ngươi tinh thông thiên đạo cách tính, nhìn thấu thiên cơ, nhất định có biện pháp. Ông già cũng không nói nhảm, ta cũng muốn biết người kia bộ mặt thật, hôm nay ta sẽ dùng 20 năm tuổi thọ đổi một cái kết quả. Dứt lời, ông già trong tay sử dụng một cái trận bàn. Trận bàn cổ quái, tản ra ánh sáng màu tím, căn bản không phải Côn Lôn hư đồ. Ông già bước ra một giọt máu tươi, trong miệng nhắc tới, trận bàn không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta lấy 20 năm tuổi thọ, thỉnh cầu thần chủ lực, phá vỡ Côn Lôn hư thiên cơ, tìm được vậy uy hiếp người. Hồn linh trận cửa, mở. Một chỉ điểm ra. Vô tận ánh sáng bao trùm toàn bộ đình viện. Thấy một màn này, lá mỗi gia chủ cũng là sợ hãi mấy phần. Trước mặt cái cụ già này, không biết lai lịch, thủ đoạn quá mức kinh người. Cũng may người này là hắn Diệp gia trưởng lão, mà không phải là kẻ địch. Đột nhiên, ánh sáng hội tụ, dần dần tạo thành một đạo đáy biển cổ thành hình ảnh. Ông già trong mắt cuồng nhiệt, cười nhạt liền liền. Trong hình xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ. Một người thanh niên, một con rồng, còn có một cái cổ quái bóng người. Hắn mơ hồ cảm giác được cổ quái kia bóng người trong mắt có chút không đồng nhất mắt. Thân ảnh này dĩ nhiên là Tiểu Hoàng. Tẩy Long chỉ Tiểu Hoàng tự nhiên phát giác cái gì, ánh mắt bắn ra. Còn dám rình dập ta, cút về. Một tiếng giống giận, hắn vậy vẫn không có sử dụng màu đỏ con ngươi lại tách thả ra quỷ dị phù văn. Phù văn này tựa như tới từ địa ngục chữ viết. Người bất kỳ đều không cách nào rình dập. Rồi sau đó, ngoài ngàn dặm Côn Lôn hư Diệp ra. Ông cụ kia ngưng tụ hình ảnh tại chỗ vỡ vụn. Điều này sao có thể? Lại có người bỏ chia liền ta thuật pháp. Cái này muốn dạng gì thực lực? Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Một cổ lực lượng vô hình lại là ở trong không khí chấn động mở, hắn thân thể lại là bay ra ngoài. Lá mỗi gia chủ hoàn toàn bối rối. Cái này ông lão thực lực hắn có thể so với người bất kỳ rõ ràng, nhưng là giờ phút này lại có người cách không tổn thương. Hắn cố gắng nhớ lại mới vừa rồi cái đó hình ảnh, chỉ nhớ một đạo hồng quang lóe lên. Vậy hồng quang thậm chí để cho hắn cấp bậc này cao thủ cảm giác được sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Mấy giây sau đó, lá mỗi gia chủ rốt cuộc tỉnh hồn lại, liền vội vàng tiến lên đem ông già đỡ lên, trưởng lão, người cảm giác như thế nào? Ông già hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chấn khai lá mỗi gia chủ cánh tay. Hắn ngoài mặt là Diệp gia một vị khách khanh trưởng lão, nhưng là thực thì thân phận cao quý. Thậm chí lá mỗi gia chủ lá Phúc Đông cũng muốn nghe từ tại hắn. Ông già miễn cưỡng đứng lên, đưa tay ra, lại là lau sạch khóe miệng vết máu. Hắn mặt mũi cực kỳ lạnh như băng, căn bản không nghĩ tới thuật pháp của hắn vậy mà sẽ bị người phá hỏng. Trong hình vậy kỳ quái bóng người rốt cuộc là cái gì? Hắn cố gắng nhớ lại trong trí nhớ hình ảnh, nhưng chỉ nhớ có ba đạo thân ảnh mà thôi. Phúc Đông, mới vừa rồi cái đó hình ảnh ngươi có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Thanh niên kia tướng mạo có thể rõ ràng. Lá mỗi gia chủ lá Phúc Đông lắc đầu một cái, hình ảnh quá mức mơ hồ, ta không cách nào phân biệt. Vậy ngươi có thể nhớ bên trong hoàn cảnh? Lá Phúc Đông thâm tư mấy giây. Vẫn là nói, trưởng lão, vậy hình như là một tòa cổ thành ở đáy nước, tường đổ tàn viên, còn nữa, ta có thể cảm giác được bên trong tràn đầy sấm sét ý, còn như khác, ta thì không rõ lắm. Ông già híp mắt, lẩm bẩm nói, dưới nước cổ thành.
Côn Lôn hư dưới nước cổ thành di chỉ quá nhiều, tin tức này cơ hồ không có dùng. Vậy dưới mắt đầu mối duy nhất chính là vậy đôi một xanh một đỏ con ngươi. Vậy hình dáng không giống như là người, quá nhỏ, hẳn là nào đó động vật, nhưng là Côn Lôn hư nào có loại động vật này. Không nghĩ nhiều nữa, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ giấy trắng, bằng vào trí nhớ vẽ một tấm hình. Đó là một cái không biết bóng đen. Lại phối hợp một đôi dị đồng. Đủ để uy hiếp. Ông già đem bức họa giao cho Lá Phúc Đông, phân phó nói, từ tình huống vừa rồi tới xem, cái vật nhỏ này so người thanh niên kia còn đáng sợ hơn, mấu chốt nó màu đỏ con ngươi có chút cổ quái, có thể đem ta thuật pháp vô tình phá vỡ. Loại người này tuyệt không bình thường, người Diệp gia ở Côn Lôn hư coi như có chút thủ đoạn, giúp ta đi điều tra rõ. Lá Phúc Đông có chút khó xử, trưởng lão, ta Diệp gia một mực lánh đời, không hỏi tới Côn Lôn hư chuyện của ngoại giới. Lần này, vì tìm cái này dị đồng vật bại lộ, có thể hay không có ảnh hưởng. Ông già hừ lạnh một tiếng, đến lúc này ngươi còn để ý ảnh hưởng gì, Diệp gia đều phải mất, ngươi còn nói ảnh hưởng. Nghe được câu này, Lá Phúc Đông diễn cảm ngẩn ra, chợt cười khổ nói, trưởng lão, ta hiểu ý, ta cái này thì phân phó. Hắn đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, xoay người đối với lão già nói, trưởng lão, còn có một việc. Người trước đoạn thời gian không phải để cho ta điều tra Diệp gia tộc phổ một ít chuyện sao, ở gia phả trên, tiếp xúc qua khối kia trên trời hạ xuống bia đá người rất nhiều, đáng tiếc những người này rất nhiều hơn đều không được chết yên lành. Còn lại người còn sống, cơ hồ đều ở Côn Lôn hư. Chỉ có một nhà ngoại trừ. Ông già mày trắng khều một cái, ai? Lá Phúc Đông giải thích, năm đó có cái không tự lượng sức con kiến hôi tranh với ta trước gia chủ, bị ta đuổi ra Diệp gia. Ta dùng một ít thủ đoạn để cho bọn họ trong thống khổ chết đi, chỉ bất quá, vậy cặp vợ chồng thật giống như ở Hoa Hạ còn có một cái đứa nhỏ, tên là Diệp Thiên Chính và Hoa Hạ một cái võ đạo gia tộc nữ nhi bí mật lập gia đình, lại sanh một con trai. Không biết là không phải tên kia tận lực và Côn Lôn hư Diệp gia làm ngược lại, cầm hắn cháu trai lấy tên là Diệp Thần. Danh tự này chính là ban đầu trên trời hạ xuống trên bia đá khắc tên chữ. Lại là chúng ta Diệp gia cấm kỵ, tổ tiên không cho phép hậu nhân lấy danh tự này, nhưng là người nọ rời đi Diệp gia sau đó, hết lần này tới lần khác như vậy. Người nói, mấy tên này có thể hay không và món đồ kia có liên quan. Ta hoài nghi tới rất nhiều lần, nhưng là Hoa Hạ linh khí mỏng manh, coi như lão nhân kia có vật kia cũng vô ích, huống chi mười mấy năm trước, lão nhân kia liền chết không thể chết lại, không thể nào dẫy dụa nữa cái gì. Sau đó. Diệp gia một vị trưởng bối còn cầm lão nhân kia và hắn vợ cho cốt và bài vị bỏ vào từ đường. Nếu như cần xử lý mà nói, ta phái người đi một chuyến Hoa Hạ, tìm một chút Diệp Thiên Chính. Lá Phúc Đông tự nhiên không biết Diệp Thiên Chính một nhà sớm đã tới rồi Côn Lôn hư, hắn mặc dù biết Hoa Hạ có Diệp gia một tia huyết mạch, nhưng là ở hắn xem ra, huyết mạch này đỉnh hơn ở Hoa Hạ có chút tư cách, muốn đụng chạm Côn Lôn hư một ít thứ, căn bản không có thể. Ông già nghe được Diệp Thần tên chữ, còn người híp lại, không thể bỏ qua bất kỳ một người nào có thể, ngày đó hàng trên tấm bia đá nếu có khắc Diệp Thần tên chữ, rất có thể là thiên cơ thôi diễn. Cố nhiên Hoa Hạ đối với Côn Luân chúng ta hư Diệp gia không tạo được bất kỳ uy hiếp, nhưng vì để đạt được an toàn vẫn là phái người đi xem một chút đi. Tốt nhất cầm một nhà này ba người cũng mang đến, người tự mình thẩm vấn. Nếu như và sự kiện kia không có quan hệ, giết chính là... Lá Phúc Đông con người lóe lên một tia âm ngoan, lão nhân kia mặc dù bị hắn vô tình đuổi ra, nhưng là những năm này, hắn trong lòng luôn là có chút khó chịu, nếu như có thể cầm lão già kia hậu nhân toàn bộ xóa sạch, vậy phỏng đoán lão già ở dưới suối vàng cũng sẽ tức giận cả người phát run. Hai người đấu cả đời, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị hắn hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cùng lúc đó, loạn thạch sụp đổ. Tẩy Long chỉ nước lại là dần dần biến mất. Dần dần hướng đáy ao đi. Tiểu hoàng và huyết long trên người ánh sáng vậy dần dần biến mất, toàn bộ chui vào Diệp Thần đan điền và ấn đường. Bây giờ Diệp Thần đã đột phá đến nhập thánh cảnh tầng thứ 8. Khoảng cách tầng thứ 9 chỉ bất quá một bước xa. Diệp Thần một tiếng giống giận, quanh thân tinh thần ánh sáng bao trùm, vậy tẩy long chỉ nước suối hoàn toàn biến mất. Không biết đi nơi nào. Mà Diệp Thần nhưng là vào lúc này đột nhiên mở mắt ra. Nhập thánh cảnh tầng thứ 9, tới,
Diệp Thần điều động quanh thân năng lực, đem tất cả năng lượng hội tụ một nơi, trực tiếp xông phá tầng thứ 8 gông xiềng. Ùm ùm, toàn bộ vách núi sụp đổ lợi hại hơn, vô số đá lớn lăn xuống. Huyết long long ngâm vang lên, thân thể cao lớn bàn lượn quanh, là Diệp Thần che gió che mưa. Ken két ca, đá lớn đập vào huyết long trên mình, hóa là bột. Cuồn cuộn bụi đất, mà Diệp Thần thân thể, lại là truyền đến đùng đùng thanh âm. Thân xác tựa như trải qua nào đó lột xác, trên mình lại là mang một tia đạo vận. Rốt cuộc, đột phá đến nhập thánh cảnh tầng thứ 9, đáng tiếc nơi đây lập tức muốn hủy diệt, nếu không định có thể một lần hành động đột phá thánh vương cảnh. Tẩy Long chỉ thật đúng là địa phương tốt, nếu như đặt ở bình thường, đột phá như thế nhiều cảnh giới ít nhất phải một năm dài, mà bây giờ một ngày nhiều thời gian chính là hoàn toàn giải quyết, chuyến này cuối cùng không có tới uổng. Diệp Thần đứng lên, nhẹ nhàng vung ra một quyền, chính là đợt khí lăn lộn, xa xa một tảng đá lớn thành phiến vỡ vụn. Con đường tu luyện, càng đến phía sau, một quyền liền có thể đánh vỡ sơn hà. Bây giờ hắn mặc dù là nhập thánh cảnh tầng 9, khoảng cách thánh vương cảnh một bước xa, nhưng là thánh vương cảnh và phản hư cảnh một ít cường giả, muốn động hắn, cũng không khả năng. Thậm chí hắn có thể dễ dàng chém chết những thứ này cảnh giới cường giả. Còn như hư vương cảnh, một ít tiền kỳ cường giả, hắn mượn lá bài tẩy có lẽ có thể ngăn cản mấy phần, thậm chí còn có thể trọng thương. Nhưng nếu như đụng phải những cái kia hư vương cảnh đỉnh cấp tồn tại, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dẫu sao càng về sau, chênh lệch càng lớn. Bất quá hôm nay lớn nhất thu hoạch không phải mình, mà là Tiểu Hoàng. Tiến hóa sau Tiểu Hoàng thân thể mặc dù không có quá nhiều thay đổi hóa, nhưng là dị đồng lực cùng với câu thông lực, cường hãn. Xanh đồng ẩn chứa cao nhất thần lôi, thao túng dễ dàng. Còn như đỏ đồng, hắn cũng không biết. Diệp Thần quay đầu, vừa định hỏi Tiểu Hoàng, nhưng là phát hiện bên tai truyền đến một hồi ngáy khò khò tiếng. Một giây kế tiếp, chính là chú ý tới Tiểu Hoàng đang nằm ở Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên, ngủ say trước. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái này là ngủ tật xấu nếu là từ bỏ là tốt. Diệp Thần ôm lấy Tiểu Hoàng. Đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm thu hồi luân hồi mộ địa, sau đó nhìn một cái huyết long, phát hiện huyết long bây giờ khí thế và thân thể cũng tựa như chân long. Cố nhiên mất đi tẩy long chỉ năng lượng, dần dần khôi phục hư ảnh, nhưng là cùng trước kia so với, thực chất trình độ cao hơn. Trên người huyết sát cực kỳ nồng nặc, giống như là từ cửu u biển máu bên trong chui ra ngoài. Một cái ánh mắt lại để cho người sinh ra sợ hãi cảm giác. Huyết long, trở về đi. Đỉnh đầu long ngâm vang khắp, huyết long hư ảnh trực tiếp chui vào Diệp Thần thân thể. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, quảng trường Thiên Tuyệt trên. Kính Thủy Tiên Sinh và còn lại mấy vị thiên tài nhất tề rơi vào một nơi hư hại trên lôi đài. Đi ra, lại có thể đi ra. Lần này làm sao nhanh như vậy, không phải nói có 3 ngày thời gian sao, lúc này mới 1 ngày à. Mặc kệ nó. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện mỗi trên người một người đều có nồng nặc đột phá ý? Thật đúng là, mau xem Kỷ Tư Thanh, trên người nàng đột phá ánh sáng là màu vàng kim, chỉ đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ, ai có thể nói cho ta Kỷ Tư Thanh bây giờ là cái gì tu vi? Đám người không ngừng lại nhảy, kích động đến mức tận cùng. Dẫu sao từ Tẩy Long chỉ đi ra ngoài mới thật sự là thiên tài à? Đột nhiên, có mắt nhọn người, phát hiện cái gì, không đúng à? Tại sao đi vào nhiều người như vậy, đi ra liền mấy cái? Vậy Y Thần Môn Diệp Thần thật giống như cũng không ở đây, chẳng lẽ chết ở bên trong? Còn có vị kia đạo tông thiên tài, lại có thể vậy chưa ra, bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Thanh âm càng ngày càng lớn, cơ hồ lấn át hết thảy. Đoạn Hoài An và Y Thần Môn mọi người cũng là chú ý tới Diệp Thần chưa ra, sau lưng vách núi đang không ngừng tan vỡ. Bởi vì lo lắng, Đoạn Hoài An đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, chắp tay nói, Kỷ tiểu thư, không biết Diệp Thần có không đi ra. Hắn rất rõ ràng, Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần quan hệ, tự nhiên không thể nào giấu giếm. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Đoạn Hoài An, nghiêm túc nói, Đoàn tiền bối, thực không dám giấu giếm, từ tiến vào bên trong, ta liền lại cũng không có thấy Diệp Thần, thậm chí Tẩy Long chỉ dị động, cũng là không thấy hắn đi ra. Nhưng là căn cứ ta suy đoán. Diệp Thần hẳn ở ta thời điểm đột phá trước thời hạn rời đi. Tiểu Bích vọt tới, kích
kích động nói, Kỳ tiểu thư, nhưng là chúng ta một mực chú ý bên ngoài, căn bản không có thấy hắn nha, coi như rời đi, hắn cũng không khả năng ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Diệp thần có thể hay không còn ở bên trong. Kỳ tư thanh do dự, nàng nhìn một cái không ngừng hạ bùi lấp phách núi, vạn trượng bụi đất lên, trong con ngươi nhiều một vẻ lo âu. Nếu như Diệp thần thật ở bên trong, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy hiện ở bên trong rối loạn trình độ, người bất kỳ cũng không vào được. Mạng của người này cứng như thế, hẳn sẽ không xảy ra chuyện đi. Đoạn Hoài An nhìn Kỳ tư thanh diễn cảm, trong lòng có câu trả lời, xoay người, đối với Tiểu Bích và Lão Tiết các người nói, bỏ mặc Diệp thần có hay không còn sống, chúng ta nhất định phải cùng hắn đi ra, dù là 10 ngày, 1 tháng. Sư phụ, giờ phút này, trên lôi đài kính Thủy Tiên Sinh đối với phía dưới tiếng huyên náo rất là không vui, hắn một bước bước ra, chân khí chấn động, há mồm ra, sóng âm tản ra. Om sòm, lời này vừa nói ra, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Phần lớn người tại chỗ cũng không dám để cho kính Thủy Tiên Sinh không vui. Kính Thủy Tiên Sinh giận dữ, đủ để đổ máu sơn hà. Mấy giây sau đó, kính Thủy Tiên Sinh hung tợn rũi một mắt Đoạn Hoài An. Diệp thần tồn tại phá hư hắn hết thảy kế hoạch, nếu như Diệp thần chết, vậy hắn tức giận trong lòng liền do y thần môn tới gánh vác. Sau đó, hắn tiếp tục nói, nếu mọi người đều muốn giải thích, ta liền cho các ngươi giải thích. Tẩy Long chỉ dựa theo tiền lệ vốn nên kéo dài 3 ngày, cái này 3 ngày đủ để cho Côn Lôn hư thiên kiêu cửa vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ. Cái này cũng là mọi người tham gia cái này Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến chỗ mong đợi. Nhưng là lần này nhưng là xuất hiện bất ngờ, ta kính Thủy Tiên Sinh để cho mọi người thất vọng. Lần này, không có từ bên trong đi ra ngoài thiên chi kiêu tử, toàn bộ chết. Táng sinh Tẩy Long trì. Đây cũng là mọi người câu trả lời mong muốn. Nghe được kính Thủy Tiên Sinh nói tiếng nói, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thiên tài kia thật bỏ mình. Cái này cũng quá đáng tiếc đi. Nếu như những người đó biết Tẩy Long trì như vậy hung hiểm, căn bản không có thể để cho mình đệ tử đi à. Đột nhiên, ba cái ông già từ trong đám người đi ra. Theo thứ tự là Đạo Tông trưởng lão, Vân Hải Tông hộ pháp cùng với Lăng Phủ Tông một vị trưởng lão. Trong đó chết đi ba vị thiên tài, chính là bọn họ một tay tài bồi. Vốn cho là tiến vào trước 10 liền an ổn, lại không nghĩ rằng, đồ đệ của mình và tông môn hy vọng liền chết như vậy. Bọn họ nên như thế nào trở về hướng tông chủ giao phó? Lăng Phủ Tông một tay cầm rìu, cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận, gần từng chữ kính Thủy Tiên Sinh, bất kỳ sự việc cũng phải nói nguyên do. Cái này Tẩy Long chỉ dù sao cũng năm qua cũng không có so ổn định, tại sao bây giờ sẽ xảy ra chuyện? Hết lần này tới lần khác là lần này. Sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy đi. Vân Hải Tông hộ pháp cũng là gật đầu nói, tông chủ có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu như chúng ta liền chết nguyên nhân cũng không biết, làm sao hướng tông chủ giao phó. Xin kính Thủy Tiên Sinh nói cho chúng ta nguyên nhân. Đạo Tông trưởng lão một bước bước ra, giống vậy nói, kính Thủy Tiên Sinh, người thân phận chắc tuyệt, chúng ta vốn không nên xúc phạm, nhưng là người mang chúng ta Đạo Tông đệ tử tiến vào, nhưng không có đem bọn họ mang ra ngoài, người cũng phải có nhất định trách nhiệm đi. Nhìn mọi người bức vua thoái vị thế, kính Thủy Tiên Sinh sắc mặt rất là khó khăn xem. Côn Lôn hư nhiều người hơn tông môn, ai dám như vậy đối với hắn? Hắn mới vừa muốn nói cái gì, dư quang lại là chú ý tới Đoạn Hoài An. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân phải nâng lên, đột nhiên tung tích. Một cổ dễ như bỡn đợt khí ngay tức thì đụng đi. Vậy mấy cái bức vua thoái vị trưởng lão sắc mặt đại biến, coi như vận lên chân khí ngăn trở. Vẫn là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, huyết khí dâng trào. Hừ, ta ghét người khác uy hiếp ta. Nếu như không phải là nể tình ta quả thật có nhất định trách nhiệm, các người ba người đã sớm và vậy bụi bẩm vậy phiêu tán. Dĩ nhiên, chỉ bằng kính Thủy cái này hai chữ bảng hiệu, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi chân tướng. Ta còn có thể rất chính xác nói cho các ngươi, mấy vị kia thiên tài đệ tử chết, là hắn giết. Không phải bất ngờ. Cái này Tẩy Long chỉ sụp đổ và phá hủy cũng là người là, không phải bất ngờ. Oanh! Lời này vừa nói ra, trực tiếp tại tất cả lòng người đầu nổ vang. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tẩy Long chỉ như vậy nghịch thiên chi địa,
truyền thừa từ thượng cổ đồ lại bị người khác phá hoại. Mấu chốt ai có năng lực này à? Lại là tàn nhẫn như vậy giết như thế nhiều tông môn đệ tử. Oán gì, cái gì thù? Lăng Phủ Tông, Vân Hải Tông, Đạo Tông, chỉ riêng cái này ba cái tông môn có thể đều không phải là tông môn nhỏ à? Vậy ba cái tông môn trưởng lão và hộ pháp cũng là trên mình bộc phát ra cực mạnh sát cơ tức giận. Ba bước đồng loạt bước ra một bước, lạnh lùng nói, xin Kính Thủy Tiên Sinh minh giám. Kính Thủy Tiên Sinh cũng không nói nhảm, đưa tay ra, đột nhiên, chỉ hướng Y Thần Môn Đoạn Hoài An mấy người. Sau đó thanh âm đạm mạc chỉ như vậy rơi xuống, Y Thần Môn đệ tử Diệp Thần, nhiễu loạn quy tắc, tùy ý ngông là. Vì trả thù người khác, cưỡng ép phá hoại thượng cổ di vật Tẩy Long Trì. Lại là dùng một ít thủ đoạn chém chết còn lại thiên tài. Như vậy hành vi. Đoạn Hoài An, ta hỏi ngươi, ngươi Y Thần Môn muốn không muốn phụ trách? Diệp Thần đã chết, trách nhiệm này có phải hay không nên do ngươi Y Thần Môn gánh vác? Lời nói lạnh như băng vang khắp, cả thế giới chợt im lặng xuống. Sau đó ầm ầm bùng nổ. Vậy ba vị mất đi ái đồ trưởng lão ngay tức thì sử dụng kiếm lạnh lẽo hướng Y Thần Môn đi. Mà chung quanh đông nghịt đám người lại là bao vây tới. Diệp Thần hành vi, hoàn toàn chọc giận toàn bộ Côn Lôn hư tông môn. Bóp chết thiên tài, không để ý hết thảy. Nhiễu loạn quy tắc, phá hoại Tẩy Long Trì. Bất kể là bất kỳ một cái tội danh, đều đủ để diệt cửu tộc à. Mắt xem vậy ba người sát ý sẽ đối Đoạn Hoài An ra tay, Kỳ Tư Thanh mũi chân nhẹ một chút, ngay tức thì chắn Y Thần Môn mặt của mọi người trước. Kỳ Tư Thanh, ngươi làm gì? Diệp Thần đã chết, ngươi chẳng lẽ còn bảo vệ Y Thần Môn? Ngươi có thể hay không có chút quá thích xen vào chuyện của người khác? Đừng lấy là người khác để cho ngươi. Ta Lăng Phủ Tông thì biết để cho ngươi. Lăng Phủ Tông trưởng lão tay cầm dìu lớn, ý định giết người phóng thích. Hắn nuôi dưỡng cơ hồ hơn 20 năm học trò liền chết như vậy. Hắn làm sao có thể không mù quáng? Kỷ Tư Thanh trường kiếm chỉ mọi người, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, buồn cười. Chẳng lẽ Kính Thủy Tiên Sinh nói cái gì là cái đó sao? Diệp Thần tại sao phải giết ngươi Lăng Phủ Tông đệ tử, đây đối với hắn có ích lợi gì? Còn nữa, ta và những người khác vậy ở phía trên, chúng ta chứng kiến toàn bộ đi qua, đệ tử của các ngươi không phải là không chịu nổi Tẩy Long Trì lực lượng mà thôi. Ngụy Dĩnh cũng là đứng dậy, đúng là như vậy. Nếu quả thật là Diệp Thần động thủ, chúng ta tại sao sẽ bị thương? Các ngươi từng cái chẳng lẽ cũng không có đầu óc? Ngươi! Ba đạo ánh mắt nhìn về phía Kính Thủy Tiên Sinh. Kính Thủy Tiên Sinh, chân tướng rốt cuộc như thế nào? Kính Thủy Tiên Sinh sờ một cái râu mép của mình, cười lạnh một tiếng, Kỳ Tư Thanh, thậm chí còn tất cả mọi người đều ở chìm vào tu luyện, người trong cuộc mơ hồ, bọn họ tự nhiên không cách nào xem mặc chút đồ, mà ta đứng ở trên bờ, lại có thể rõ ràng cảm thụ. Kỳ Tư Thanh, ta hỏi ngươi, chém chết mấy người kia lực lượng nhưng có sấm xét lực. Mà Diệp Thần có phải hay không cũng sẽ sấm công pháp. Còn nữa, toàn bộ Tẩy Long chỉ trừ thằng nhóc kia. Không có những người khác, các ngươi đang đột phá, tự nhiên không thể nào ở ta mí mắt phía dưới động thủ. Không phải Diệp Thần sẽ còn người nào. Cuối cùng, thằng nhóc kia đi đạo liền sát đạo, loại người này trên mình máu tanh chi vị quá đậm, hắn lạnh lùng vô tình, giết mấy cái thiên tài đối với hắn mà nói lại coi là cái gì. Kỷ Tư Thanh ngay tức thì á khẩu không trả lời được. Dẫu sao Diệp Thần ở Tẩy Long chỉ phía dưới, chưa bao giờ hiện thân. Mà chém giết người khác lực lượng đều là tới từ Tẩy Long Trì, nếu quả thật muốn coi như mà nói, Diệp Thần đúng là có khả năng nhất. Kỷ Tư Thanh mới vừa muốn nói cái gì, vậy ba vị trưởng lão chính là vọt tới, binh khí ngang dọc, đao kiếm ý dường như muốn biến dạng hết thảy. Hừ, người khác tùy tiện một câu nói, liền có thể xúi dục các ngươi, ta hôm nay thì phải đảm bảo Y Thần Môn, như thế nào? Ngay tại lúc này, Đoạn Hoài An nhưng là đứng dậy. Đối với Kỳ Tư Thanh nói, Kỳ Tiểu Thư, chuyện này và ngươi không liên quan, ngươi không cần động thủ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút ta vậy mấy tên học trò, bọn họ cả đời chuyên chú luyện đan và y thuật, võ đạo thực lực không địch lại người khác. Nói xong, Đoạn Hoài An chính là sử dụng một cái kiếm to màu đen, đối với vậy ba người đi. Ta Y Thần Môn người quang minh lỗi lạc, nếu quả thật là ta đồ nhi làm, ta Đoạn Hoài An nguyện ý gánh vác. Nếu không phải ta học trò làm,
ai cũng đừng nghĩ động y thần môn. Dứt lời, Đoạn Hoài An quanh thân thả ra hơi thở cuồng bạo, một bước tiếp theo một bước bước ra, khí thế không ngừng leo lên. Làm khí thế đạt tới đỉnh cấp hết sức, trường kiếm múa, từng đạo kiếm ý tựa như hóa là một đầu nước lũ và mãnh thú. Ngay tức thì hướng vậy Lăng phủ tông trưởng lão đi. Đinh! Nước lũ và mãnh thú bị vô tình biến dạng. Lăng phủ tông trưởng lão chấn động lui lại mấy bước, Đoạn Hoài An một hơi một tí. Có thể gặp uy hiếp. Nhưng là giờ phút này Đoạn Hoài An nhưng là phải đối mặt ba người, đạo tông trưởng lão và Vân Hải tông trưởng lão cũng sẽ không cho Đoạn Hoài An cơ hội thở dốc. Phân biệt từ hai phương hướng cấp tốc tới. Đoạn Hoài An chỉ có thể chật vật ứng chiến. Đối mặt một người hoặc là hai người, Đoạn Hoài An có thể còn có tư cách ngăn trở, nhưng là đối mặt ba vị tông môn trưởng lão cấp cường giả khác, Đoạn Hoài An ngay tức thì lâm vào mệt mỏi trạng thái. Một tiếng, Đoạn Hoài An ngay tức thì bị đánh lui liền mười mấy bước, trên người trường bào vậy vỡ vụn ra. Hắn còn không có ổn định thân hình, Lăng phủ tông trưởng lão chính là bay lên không, một dìu từ trên trời hạ xuống. Đoạn Hoài An hoành kiếm ngăn cản. Chấn động lực cuồng bạo tấn công tới, hắn cũng không nhịn được nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Vị kia Lăng phủ tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, Đoạn Hoài An, người con mẹ nó học trò dạy thật tốt. Nếu như không chết, sớm muộn đi nhập ma đạo, để cho Côn Lôn hư sinh linh đổ thán. Nếu ngươi như vậy thích người học trò, ta liền tự mình đưa ngươi lên đường, để cho các ngươi thầy trò hai người đi âm tào địa phủ gặp nhau. Ba đạo chí cường ý cuộn sạch đi. Cắn nuốt hết thảy sức sống. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo kiếm xông ra ngoài. Nhưng là Kỷ Tư Thanh còn chưa đi mấy bước, một cái bà cụ nhưng là chắn Kỷ Tư Thanh trước mặt. Chính là Kha trưởng lão. Kha trưởng lão, xin tránh ra. Kỷ Tư Thanh trên mặt có chút tức giận. Kha trưởng lão lắc đầu một cái, Tư Thanh, người còn trẻ, người có tuyệt đẹp thiên phú, người không nên dính vào loại chuyện này. Ngươi và y thần môn người không phải người cùng một đường, nếu Diệp thần đã chết ở Tẩy Long Trì, người chấp niệm trong lòng cũng nên buông xuống một chút. Côn Lôn hư thứ không thiếu nhất chính là thiên tài và người đàn ông, cố nhiên ngươi ở Côn Lôn hư thi đấu trong nghiền ép mọi người, nhưng là đừng quên, Côn Lôn hư cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, chân chính cao cấp tông môn cùng với những cái kia lánh đời thiên tài có thể sẽ không tham gia loại này thi đấu chuyện. Thu tay lại đi, thi đấu kết thúc. Ngươi cũng hẳn theo ta hồi tông môn, tiếp theo ngươi phải đối mặt đồ sẽ nghiêm trọng hơn. Cực điểm. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm một chuyển, đan điền chân khí điên cuồng ngưng tụ, vốn định đánh văng ra Kha trưởng lão, lại không nghĩ rằng, Kha trưởng lão tay nhưng vững vàng nắm nàng kiếm. Kha trưởng lão lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, kiếm thuật này là giáo ta, ngươi còn muốn dùng để đối phó ta. Ngươi như không thu tay lại. Trưởng môn nhưng mà để cho ta cưỡng ép mang ngươi đi. Trưởng môn mệnh lệnh, không thể trái. Kỷ Tư Thanh thấy lệnh bài kia, sắc mặt tái nhợt, trước mặt Kha thực lực của trưởng lão nàng nhưng mà rất rõ ràng, bây giờ nàng và Kha trưởng lão so sánh, giống như con kiến và con voi to, căn bản hám không nhúc nhích được à. Thậm chí Kha trưởng lão nếu như bùng nổ toàn lực, kính thủy tiên sinh vậy không nhất định có thể gây tổn thương cho nàng. Liền làm ngươi đáp ứng. Kha trưởng lão thanh âm đạm mạc rơi xuống. Sau đó, nàng lại xuất hiện ở Kỷ Tư Thanh trước mặt. Chỉ điểm một chút ở Kỷ Tư Thanh ấn đường. Kỷ Tư Thanh ngay tức thì thân thể không cách nào nhúc nhích. Lại là cái này thượng cổ thuật pháp. Kha trưởng lão đem Kỷ Tư Thanh bế lên, sau đó nhìn lướt qua kính thủy tiên sinh, nhàn nhạt nói, y thần môn sự việc và Tư Thanh không liên quan. Ngươi như để cho ta biết ngươi âm thầm đối với Tư Thanh và Kỷ gia ra tay. Ta bảo đảm, cho dù ngươi ở Côn Lôn hư mạng lưới quan hệ lớn hơn nữa, ta cũng có thể đem nó vô tình biến dạng. Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp. Bất đắc dĩ, kính thủy tiên sinh chỉ có thể gật đầu một cái, yên tâm, vị kia mặt mũi ta vẫn là phải bán mấy phần. Kha trưởng lão không để ý tới nữa, lạnh nhạt nhìn lướt qua y thần môn, trực tiếp rời đi. Không phải nàng vô tình, mà là Kỷ Tư Thanh huyết mạch và thiên phú. Quan hệ đến toàn bộ tông môn và Côn Lôn hư. Còn như vậy Diệp thần, coi như hôm nay cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ và bất ngờ thì như thế nào? Người nọ cuối cùng là một giới phàm căn, chỉ có thể thành là Kỷ Tư Thanh trong đời khách qua đường. Nói cách khác, Kỷ
Kỳ Tư Thanh sau lưng tông môn và thế lực coi thường Diệp Thần. Diệp Thần không đủ tư cách. Lúc này mới để cho Kha trưởng lão để ước thúc Kỳ Tư Thanh. Đến Kỳ Tư Thanh loại này thiên chi kiều nữ trình độ, hôn nhân và tình cảm do không được nàng làm chủ, thậm chí tông môn can thiệp năng lực so Kỳ gia còn lớn hơn. Đây là Côn Lôn hư một trong những quy tắc. Kỳ Tư Thanh và Kha trưởng lão rời đi sau đó, lại cũng không có người có thể giúp y thần môn. Dù là Ngụy Dĩnh ra tay, lực lượng quá nhỏ. Bởi vì y thần môn trừ phải đối mặt trừ Lăng Phủ Tông, Vân Hải Tông, Đạo Tông trở ra, còn phải đối mặt tất cả tông môn. Một cái sa sút y đạo tông môn làm sao chịu đựng ở thêm trăm cái tông môn tức giận và chinh phạt. Đoạn Hoài An liều chết chống cự, liều chết bảo vệ mình đệ tử, không để cho bọn họ bị thương. Đây là một cái làm sư phụ phải làm nhất. Nhưng chính là bởi vì phải chiếu cố đệ tử, không kịp ứng biến, thời khắc này hắn đã vết thương chồng chất. Tiểu Bích và Lão Tiết cũng là bị kiếm khí và đao khí chấn thương mấy phần. Trên lôi đài Kính Thủy Tiên Sinh hai tay chắp sau lưng, con người tràn đầy nghiền ngẫm. Loại này chấp trưởng thiên hạ cảm giác, rất tốt. Hắn muốn chơi chết một người tông môn, dễ như trở bàn tay. Huống chi là nhỏ yếu như vậy một cái tông môn. Đạo tông trưởng lão một trưởng vỗ ở Đoạn Hoài An trên ngực, Đoạn Hoài An bay ra ngoài. Lực một người cuối cùng quá miểu nhỏ. Hắn coi như cảnh giới cao hơn nữa cũng không dùng à. Hắn khạc ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ. Sư phụ, Tiểu Bích và Lão Tiết vội vàng vọt tới, gắt gao bảo vệ Đoạn Hoài An. Tiểu Bích muốn móc ra một viên nàng trước đây không lâu luyện chế đan dược, nhưng phát hiện tự mình luyện chế đan dược đối với hiện tại sư phó trạng thái căn bản không có tác dụng quá lớn. Lăng Phủ Tông trưởng lão gặp y thần môn đã là kinh nỏ mạnh chi cung, cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi y thần môn mấy người đều ở đây, vừa vặn. Ta sẽ dùng các ngươi huyết tế điện ta vậy mất đi học trò. Một rìu dơ cao, vô tận chân khí hội tụ. Rìu ý thông thiên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cái này một rìu tựa như khai thiên chi rìu. Một khi rơi xuống, không người nào có thể chịu đựng. Tiểu Bích và Lão Tiết thấy một màn này, xoay người, trong mắt kiên định, lại là giang hai tay gắt gao bảo vệ Đoạn Hoài An. Ta y thần môn mặc dù chỉ là y đạo tông môn, sa sút đến như vậy. Nhưng là chúng ta y thần môn đệ tử tuyệt không phải thứ hèn nhát. Hắn hai người chúng ta mắt cũng không chấp một chút, không sợ và nghiêm nghị. Lăng Phủ Tông trưởng lão cười nhạt liền liền, hắn dìu lớn càng ngày càng đến gần, hắn thậm chí đã thấy cái này mấy người hóa là một đạo xương máu. Ngay tại lúc này, sụp đổ kia tẩy long chỉ chi núi, trực tiếp nổ bể ra. Đầy trời đá lớn phóng lên cao. Tựa như vẫn thạch đập xuống phàm trần, bụi mù cuồn cuộn như sóng biển vậy lật cuốn tới. Tất cả mọi người đều bị một màn này giật mình. Tẩy long chỉ không phải đã sụp đổ sao? Thanh âm này vậy là cái gì quỷ? Hai lần sụp đổ. Bọn họ lỗ tai đều phải chấn động điếc. Vô số đạo dưới ánh mắt ý thức hướng bụi mù cuồn cuộn quét tới, nhưng lại cái gì cũng không thấy rõ. Thất thần chốc lát Lăng Phủ Tông trưởng lão tự nhiên bỏ mặc. Cuốn lên ngút trời thế tiếp tục đánh xuống. Ai mẹ hắn động ta y thần môn thử một chút. Đột nhiên, một đạo kinh thiên gầm thét tiếng từ trong bụi mù cuộn sạch. Thanh âm chấn thiên, tựa như đến từ cửu thiên huyền âm. Dần dần, một cái bóng đen xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Bóng đen quá nhanh. Sắp đến mắt thường cơ hồ bắt không tới. Nháy mắt tức thì, đã tới y thần môn đám người trước mặt. Tiểu Bích và Lão Tiết nghe được cái này thanh âm quen thuộc, kích động đến mức tận cùng. Thanh âm này là Diệp Thần. Diệp Thần không có chết. Ngày hôm nay, có ta ở đây, không có ai có thể động các ngươi, không có ai. Diệp Thần lạnh lùng đứng ở y thần môn trước mặt mọi người. Hắn thấy được sư phụ Đoạn Hoài An trên mình vết thương chồng chất. Càng thấy được Tiểu Bích và Lão Tiết trên người đạo đạo vết kiếm. Hắn tức giận. Hắn muốn giết người. Vô cùng muốn giết người. Đám này người tu luyện, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Như thế nhiều tông môn đối phó một cái y đạo tông môn, thật mẹ hắn hèn hạ. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, coi mạng người như cỏ rác, nói giết liền giết, chỉ cần ngươi thực lực mạnh. Đây là một cái cường giả thế giới, lạnh nhạt thế giới, bỏ mặc đạo lý,
cũng sẽ không chút lưu tình vung xuống sát phạt kiếm, người không giết người, người nhưng muốn giết ngươi. Đã như vậy, vậy hắn Diệp Thần hôm nay liền lưng đeo một cái giết tên. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, thị huyết con người bắn về phía Lăng phủ tông trưởng lão dìu lớn. Cực kỳ lạnh như băng. Ngươi tổn thương ta sư phụ, ta muốn ngươi Lăng phủ tông đền mạng. Diệp Thần quyền phải trên, tràn đầy điên cuồng sấm sét và ngọn lửa. Đồng thời máu lực rồng bàn lượn quanh ở trên cánh tay, cho hắn vô hạn gia trì. Tẩy long chỉ lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, hắn bây giờ đủ để bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Nhưng là, còn chưa đủ. Diệp Thần lại là bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi tản ra, hóa là một đạo xương máu bọc toàn thân. Thời khắc này hắn liền là tới từ địa ngục sát thần. Cho ta chết. Gầm thét tiếng xuyên thủng huyết thảy, chỉ gặp Diệp Thần toàn bộ bộc phát ra, thân thể như lửa mũi tên vậy xông ra ngoài. Rồi sau đó, vậy ngưng tụ vô tận lực một quyền trực tiếp đập về phía dìu lớn. Quả đấm đối với dìu lớn. Một màn này, kinh bạo tất cả mọi người con ngươi. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là Diệp Thần không muốn sống nữa. Dù là người luyện thể cũng không dám như thế chơi à. Huống chi, Lăng phủ tông nhưng mà lấy lực lượng nổi danh à. Ai dám như vậy? Lăng phủ tông trưởng lão đã thấy rõ Diệp Thần, tức giận càng phát ra gầm thét. Tiểu súc sinh, chính là ngươi giết ta học trò. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi một mạng đổi một mạng. Đụng. Sốt cuộc, Diệp Thần quả đấm hung hãn đập vào dìu lớn trên. Cực điểm. Một cổ ngút trời đợt khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Thời gian tựa như ngừng, không gian tựa như đọng lại. Không biết qua bao lâu, bình tĩnh bị phá vỡ. Diệp Thần lại không có hóa là một đạo xương máu. Làm sao có thể? Mà giờ khắc này Lăng phủ tông trưởng lão nhưng là trong mắt trợn to, cánh tay khoảng cách run rẩy. Hắn lại cảm giác được một cổ sóng thần vậy lực lượng cắn nuốt. Cái này mẹ hắn lại có thể đến từ một cái nhập thánh cảnh tiểu tử. Vẫn là một cái y đạo tông môn. Làm sao có thể? Rắc rắc, một tiếng, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, vậy dìu lớn lại xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn thấy mà giật mình vết rách. Rồi sau đó, trực tiếp hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Rơi xuống. Quảng trường tất cả mọi người hoảng như hóa đá. Y thần môn Đoạn Hoài An cũng là giật mình. Hắn tính rõ ràng Diệp Thần, lại là biết Diệp Thần chính là lá phệ trời, nhưng là lực lượng này, căn bản không có thể à. Tản ra khí lạnh Ngụy Dĩnh trong mắt cũng là xuất hiện một màn kinh người. Mà trên lôi đài kính Thủy Tiên Sinh hoàn toàn bối rối. Hắn căn bản không nghĩ tới, một ngày không gặp, cái này Diệp Thần lại có như thế lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì quái thai? Tất cả mọi người tại chỗ trong đầu chỉ có một lời. Lấy người phàm khu, sánh vai thần minh. Lăng phủ tông, lão tử tự mình đưa ngươi lên đường. Một tiếng giống giận, Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, quả đấm mang theo vô tận đợt khí, biến dạng hết thảy trở ngại, hung hãn đập vào Lăng phủ tông trưởng lão trên ngực. Rào! Máu tươi tiệm nhiễm, ngay tức thì xuyên thủng. Đồng thời, Diệp Thần lực lượng không có bất kỳ thu liễm. Mang Lăng phủ tông trưởng lão thân thể hung hăng từ trên trời hạ xuống. Thẳng đến quả đấm đập vào trên mặt đất, kinh thiên địa chấn động tiếng vang khắp quảng trường thiên tuyệt. Từng đạo vết rách chậm rãi lan tràn ra. Gió lạnh lên, chết ý bao trùm toàn trường. Yên tĩnh không tiếng động. Không người nào dám nói hơn một câu. Duy nhất có thể làm chính là nhìn chằm chằm vậy đạo xuyên thủng thi thể. Ai có thể nghĩ tới lại có người một quyền liền băng liệt một vị Lăng phủ tông trưởng lão. Cái này mẹ hắn nhưng mà một quyền à. Trời à. Diệp Thần trên mình dính máu tươi, càng làm cho người cảm giác được khủng bố. Hắn từng bước hướng hai người khác đi tới. Vân Hải Tông đúng không, mới vừa rồi còn có người đúng không, đã như vậy, để mạng lại. Diệp Thần ngay tức thì động. Hắn quanh thân tràn đầy đỏ rực sát ý. Trong mắt lửa giận cháy. Hắn cần khơi thông trong cơ thể lực lượng. Những thứ này cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay liền do hắn tự mình tàn sát. Vân Hải Tông hộ pháp hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần lại chết mà sống lại, mấu chốt trên người kiêu căng quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải một cái nhập thánh cảnh. Thậm chí vượt qua phản hư cảnh.
Bên cạnh đạo tông trưởng lão con ngươi híp lại, mở miệng nói, thằng nhóc này biến hóa to lớn như vậy, vô cùng có thể vận dụng bí pháp, cưỡng ép nâng cao thực lực. Còn nữa, hắn khí tức trên người thật giống như đến từ Tẩy Long Trì. Nhất định là bị Tẩy Long Trì ảnh hưởng, lực lượng này rất ngắn, chúng ta không cần sợ hãi. Vân Hải Tông hộ pháp gật đầu một cái, có vết xe trước, hắn cũng không dám xem thường, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp một kiếm chém tới. Kiếm ý đợt khí trực tiếp nổ tung. Vân Hải Tông hộ pháp giờ phút này khí thế hoàn toàn bung ra, kinh khủng bực nào. Quảng trường thiên tuyệt, sơn hà chấn động, thương khung hắc đè. Vậy một cổ khí thế, chính là ép được chung quanh một đám cường giả không thể không vội vàng vận khí chống cự, đổ lùi lại mấy bước. Bên cạnh xem người đều là như vậy, càng không cần phải nói Diệp Thần. Vô tận uy áp phong tỏa Diệp Thần, để cho Diệp Thần rất là khó chịu. Nhưng là vậy thì như thế nào? Chiến! Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, Diệp Thần giống to. Hắn bây giờ nhập thánh cảnh tầng 9, cơ hồ là thánh vương cảnh, chân thực chiến lực trực bức phản hư cảnh. Hư vương cảnh sơ kỳ trưởng lão ở hắn trong mắt lại coi là cái gì? Diệp Thần vẫn không có động kiếm, băng vào thân xác. Hắn phải dùng lực lượng chiết từ toàn thân của mình. Mà trong đầu hắn lại là xuất hiện một đạo thanh âm thanh thúy, mộ chủ, ta Mạc gia vừa vặn có một đạo phép luyện thể và quyền ý, vừa vặn thích hợp mộ chủ trạng thái bây giờ. Mộ chủ bây giờ bùng nổ kiểu mẫu, cực kỳ thích hợp bước vào đạo này. Diệp Thần tự nhiên tiếp thu. Trong đầu xuất hiện hai đạo tin tức. Thượng cổ Mạc gia chí cương quyền ý, một quyền đánh ra, như vạn Phật ý, từ trên trời hạ xuống. Luyện chế đại thành. Một quyền là có thể văng tung tóe sơn hà. Quyền thiếu sót. Thượng cổ Mạc gia người luyện thể Mạc rất bất ngờ ở Côn Lôn hư một nơi trong bí cảnh tìm được. Này luyện thể quyết cao nhất thêm mịt mờ. Cực kỳ phức tạp. Mỗi một lần bước vào luyện thể cũng phải trải qua sống chết. Hoàn thành vận may. Cố nhiên là quyền thiếu sót, Mạc gia Mạc rất cũng là mượn thành tựu này cao nhất đại đạo. Mạc Ngưng Nhi, tại sao bây giờ mới cho ta? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Mạc Ngưng Nhi trả lời, mộ chủ, trước đây ngươi thân thể cũng không có tu luyện cái này hai cái công pháp điều kiện, coi như cho ngươi, chỉ biết đối với ngươi ảnh hưởng, dễ dàng tạo thành cắn trả. Nhưng là từ ngươi tiến vào Tẩy Long Trì sau đó, thật ra thì nhất biến hóa lớn không phải tu vi lên đột phá, mà là thân thể ngươi biến hóa, chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi. Diệp Thần không để ý tới nữa, cảm thụ vạn Phật kim cương quyền. Đại khái lĩnh ngộ. Không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, vạn Phật kim cương quyền. Ngay tức thì, nắm đấm của hắn trên còn quấn một vòng lại một vòng kim quang. Kim quang càng ngày càng thịnh. Rồi sau đó, chợt đập vào Vân Hải Tông hộ pháp kiếm ý trên. Lại tới. Vân Hải Tông hộ pháp coi là sợ, vậy dìu lớn cũng có thể đánh nát, kiếm hắn chớ đừng nói chi là. Hắn chỉ có thể thử nghiệm quay mũi. Nhưng là Diệp Thần trạng thái bây giờ làm sao biết cho phép, trực tiếp va chạm. Bót, một tiếng, thân kiếm lại bể. Vân Hải Tông hộ pháp có chút luống cuống, liền vội vàng lấy ra một khối ngọc bội, vừa định bước ra máu tươi dẫn động ngọc bội lực lượng, kim quang ngay tức thì cắn nuốt hắn. Hắn lại cảm giác được một cổ tường hòa lại chí cương mâu thuẫn lực lượng. Hắn hô hấp bình ở, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ khắc này. Hắn tựa như đối mặt không phải quả đấm, mà là Phật môn lực. Một cái sát đạo người, làm sao có thể và Phật đạo liên hệ quan hệ à? Cường giả cuộc chiến, kiêng kỵ nhất chính là thất thần. Một giây thời gian, Diệp Thần quả đấm ầm ầm rơi xuống, kim quang hung hãn đập vào người kia trên thân hình. Thân thể tại chỗ biến dạng. T. Thấy một màn này, những cái kia nguyên bản vây quanh y thần môn tông môn và người tu luyện hoàn toàn bị dọa. Một lần là có tình cờ, vậy hai lần đâu? Tình cờ cái rắm. Đám người ầm ầm tản ra. Không có ai còn dám đến gần Diệp Thần và y thần môn. Ở bọn họ trong mắt, cái này tôn sát thần động không được à? Nếu không nếu như một quyền này nện ở trên người của bọn họ có thể không chịu nổi à? Thậm chí tông môn cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Tại chỗ phần lớn là một ít tông môn nhỏ mà thôi. Tông môn nhỏ có thể không chịu nổi dày vò như vậy. Mà giờ khắc này Diệp Thần hơi thở dốc,
trên người hắn máu quá nhiều. Hơn đến nhìn thấy mà giật mình. Bất quá không phải hắn. Cũng là máu của người khác. Mặt hắn bàng dữ tợn. Máu tươi để cho hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn bây giờ tựa như một đầu không có cảm tình máy giết người. Lấy máu mà sống. Hắn đối với sát đạo lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, trong cơ thể huyết long cũng không ngừng bùng nổ. Tựa như tùy thời muốn lao ra thân thể. Diệp Thần xoay người, ánh mắt rơi vào đạo tông trên người trưởng lão, bây giờ đến phiên ngươi, muốn ta động thủ, vẫn là ngươi tự đoạn đầu lâu. Đạo tông trưởng lão nuốt nước miếng một cái. Hắn biết mình thực lực. Vậy hai vị trưởng lão đều không địch Diệp Thần một quyền, càng không cần phải nói hắn. Bây giờ Diệp Thần khí thế quá mạnh mẽ. Hắn thật rất muốn biết, cái này mẹ hắn là bí pháp gì. Để cho người lột xác. Bên tai hắn nghe bước chân không ngừng đến gần, giờ khắc này, hoàn toàn luống cuống. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Kính Thủy Tiên Sinh, Kính Thủy Tiên Sinh thực lực đủ để nghiền ép hết thảy. Coi như Diệp Thần cường thế đi nữa cũng sẽ lâm vào là chó chết. Kính Thủy Tiên Sinh mau cứu ta. Dưới lôi đài, không thể giết người, cái này Diệp Thần vi phạm quy tắc, hẳn chu diệt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ai cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, Diệp Thần lần nữa một quyền đập tới. Một quyền này, kim quang lan tràn, biến dạng hết thảy. Một khi đập phải thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại vạn Phật kim cương quyền đánh ra lúc đó, một cái tròng mắt lạnh như băng ông già ngăn ở đạo tông trưởng lão trước mặt. Diệp Thần, người có thể biết sai. Kính Thủy Tiên Sinh lạnh lùng nói, lộ ra vô tận uy áp. Cút! Diệp Thần không sợ hãi chút nào. Mặc dù biết Kính Thủy Tiên Sinh thực lực đủ để nghiền ép hắn, nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn nói là sát đạo. Bất kỳ không giết chết hắn tồn tại, chỉ sẽ để cho hắn đổi được mạnh hơn. Diệp Thần, người phá hoại Côn Lôn hư tại thiên tài cuộc chiến, phá hoại thượng cổ vật tẩy long trì. Vô cớ chém chết người khác, rời đi lôi đài liền không thể giết người. Diệp Thần cười. Quy tắc liền nắm ở rất ít người trong tay. Buồn cười biết bao. Ta quản ngươi đặc biệt là Kính Thủy vẫn là chết nước. Mới vừa rồi nếu như ta không ra, ta y thần môn mọi người mệnh người nào chịu trách nhiệm. Bọn họ chẳng lẽ ngay tại trên lôi đài sao? Nếu như ngươi đây đúng vậy quy tắc, ta nói cho ngươi. Ta Diệp Thần thì phải phá vỡ. Vạn Phật kim cương quyền bạo oanh đi. Phật quang tràn ngập. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kính Thủy Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay ở trước mặt một chảo, muốn giữ lại Diệp Thần tay. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện một cổ cường đại đợt khí đụng. Diệp Thần trên người lực lượng so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn hơn. Chân hắn bước lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là bắt được Diệp Thần. Hắn thanh âm rét lạnh vang lên, bây giờ cảm giác được người ta giữa chênh lệch sao? Cách một đạo rãnh trời, ta ở Côn Lôn hư tu luyện rất dài 5 tháng, há là ngươi một tên tiểu tử thúi có thể chống cự. Thời khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng biến mất. Hắn muốn tránh thoát, phát hiện căn bản không có thể. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cầm Kính Thủy Tiên Sinh vậy kinh tởm mặt mũi. Không muốn vùng vẫy. Cầm ngươi vậy linh sao sao đi ra, ta sẽ để cho ngươi chết đau mau một chút. Kính Thủy Tiên Sinh rất rõ ràng, hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Hắn cảnh giới bây giờ, có đầy đủ năng lực nghiền ép hết thảy, lập ra quy tắc. Còn như Diệp Thần, đúng là để cho hắn rất rung động, loại người này hắn cũng không dự định lưu lại. Phải chết, nếu không 10 năm sau đó, tuyệt đối sẽ uy hiếp hắn tồn tại. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần khóe miệng lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Cái này điên cuồng cảm giác có chút lạnh người. Một giây kế tiếp, rắc rắc, một tiếng. Diệp Thần không để ý bị khống chế cái tay kia. Trực tiếp vặn gãy. Sau đó một cái tay khác thần lôi tràn ngập, một chưởng ầm ầm vỗ xuống. Bót! Một đạo vô cùng thanh âm thanh thúy vang lên. Kính Thủy Tiên Sinh trên mặt bị tức sóng và vô tận lực bàn tay vỗ xuống. Màu đỏ dấu vết vô cùng rõ ràng. Đồng thời, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ai cũng nghĩ đến không tới, Diệp Thần sẽ tự đoạn cánh tay, mà một cái tát hạ. Cái này đánh nhưng mà Kính Thủy Tiên Sinh à. Trong thiên hạ, không người nào dám phiến Kính Thủy Tiên Sinh.
duy chỉ có thời khắc này Diệp Thần. Kính Thủy Tiên Sinh càng không nghĩ tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cười điên cuồng cho. Hắn tức giận đến trình độ cao nhất. Đối với Diệp Thần mà nói, gãy tay thì như thế nào, hắn y đạo thông thần, người khác không thể làm gì, hắn phân phút liền có thể chữa. Đây cũng là hắn ưu thế. Tự tìm cái chết. Kính Thủy Tiên Sinh hoàn toàn nổi giận, trong tay sử dụng một khối trận bàn, cường giả nhất kích ầm ầm rơi vào trận bàn trên. Trận bàn mang theo sấm sét vạn quân lực, chợt nện ở Diệp Thần trên ngực. Diệp Thần tại chỗ bay ra ngoài. Cường giả giận dữ, muốn ngăn trở, rất khó à. Diệp Thần đã toàn lực. Đồng thời, Kính Thủy Tiên Sinh không có bất kỳ dừng lại, một chuôi kiếm xanh sử dụng. Đây là hắn nhiều năm qua như vậy, lần thứ hai động kiếm. Có thể gặp trong lòng có biết bao tức giận. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Ai cũng không cứu được ngươi. Kiếm ý ngút trời, tựa như hóa là một cái thanh long chiếm đoạt đi. Thiên địa chấn động, vạn vật bò lổm ngổm. Tại chỗ phần lớn người tu luyện đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Căn bản không cách nào chịu đựng à. Có thể gặp uy lực. Lạnh như băng chết ý lan tràn đi, dường như muốn chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nhìn về phía xa xa Tiểu Hoàng. Hắn dùng ý niệm câu thông. Nhưng phát hiện Tiểu Hoàng vẫn ngủ, căn bản không có phản ứng. CMN, thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Diệp Thần khẽ cắn răng, không do dự nữa, trực tiếp câu thông luân hồi mộ địa. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một cái to lớn đan đỉnh rơi vào Diệp Thần trước người. Đan đỉnh trên cổ xưa phù văn bùng nổ. Thanh long kiếm ý, trực tiếp chiếm đoạt. Sau đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi rơi xuống. Kính Thủy, người không thể động hắn. Ta chỉ nói một lần. Chung quanh tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp, Kính Thủy Tiên Sinh chí cường nhất kích lại trực tiếp bị ngăn cản. Cái này muốn dạng gì lực lượng? Còn nữa, đan đỉnh đó là đồ chơi gì? Tại sao có từng đạo thượng cổ ý? Ở mọi người kinh ngạc đang lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Là một cô gái. Thiếu nữ này bên người như có khói dáng nhẹ lồng, coi là thật không phải trong trần thế người. Một cặp mắt chẳng qua là nhìn nàng nhàn nhạt mi mau như thế một hiên, đỏ đỏ môi lộ ra một cổ ngạo ý. Trên mặt nàng cười mỉa, căn bản không sợ. Diệp Thần thấy cô gái này có chút bối rối, nàng biết. Lạc Giao. Côn Lôn hư vô cùng thần bí đan hư tháp, Lạc Giao. Mấu chốt cái này nha đầu làm sao xuất hiện? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thần nhìn trước người Lạc Giao, vẫn mở miệng nói. Lạc Giao xoay người, hướng về phía Diệp Thần nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, ngươi chẳng lẽ quên ước định giữa chúng ta? Ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta, cùng Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến kết thúc hãy cùng ta đi một chuyến đan hư tháp nha. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu. Dẫu sao ở sát lục chi địa, Lạc Giao giúp hắn rất nhiều hơn, hắn liền thuận miệng đáp ứng. Lại không nghĩ rằng cái này nha đầu tưởng thật. Diệp tiên sinh sẽ không chơi xấu đi, Lạc Giao thử dò xét nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, nếu đáp ứng, ta Diệp Thần tự nhiên sẽ không chơi xấu, nhưng mà trước mắt chuyện này là ta và Kính Thủy tiên sinh ân oán, ngươi cầm Lạc Giao cuốn vào đi vào, có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Lạc Giao môi đỏ mỏng phác họa một đạo tà mị độ cong, Diệp tiên sinh, Kính Thủy tiên sinh cố nhiên ở Côn Lôn hư mạng giao thiệp thông thiên, nhưng là còn không có tư cách thấm vào ta Lạc gia và đan hư tháp đây. Nếu ta và Diệp tiên sinh bây giờ có lời hứa, vậy mạng của ngươi, cũng không có ai có thể cầm. Cảm ơn, Diệp Thần nói cảm ơn nói. Lạc Giao lắc đầu một cái, một bộ tự tin diễn cảm nói, Diệp tiên sinh, ta dám khẳng định. Coi như ta không đến, vậy Kính Thủy Tiên Sinh muốn động ngươi, vậy không đơn giản như vậy, đúng không? Vậy Diệp Tiên Sinh ngươi trước thật tốt chữa thương, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Diệp Thần gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Kính Thủy Tiên Sinh nhất kích, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, người bình thường có thể đã sớm hóa là xương máu. Coi như là phản hư cảnh cũng đừng nghĩ ngăn cản. Nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã không nhiều lắm. Huống chi còn bị thương, muốn phải hoàn toàn chém chết vậy Kính Thủy lão đầu rất cố hết sức. Tạm thời xem Lạc Giao thực lực đi. Lạc Giao quay đầu, nụ cười biến mất,
gắt gao nhìn chằm chằm xa xa giận dữ Kính Thủy Tiên Sinh. Không nghĩ tới, ở Côn Lôn hư đại danh đỉnh đỉnh Kính Thủy Tiên Sinh lại có thể như vậy đối với một cái vãn bối ra tay, thật đúng là thất lạc không thiếu cường giả mặt thì sao? Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, đám người ngay tức thì tao động. Ngày hôm nay là thế nào? Diệp Thần cái đó người điên chống đối Kính Thủy Tiên Sinh cũng được đi, lại có thể còn có một cái cô gái vậy dám như vậy. Mất thể diện. Dám nói như vậy Kính Thủy Tiên Sinh chỉ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Kính Thủy Tiên Sinh con người híp lại, hắn cảm giác được tòa kia cổ đỉnh có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được, liền đối với Lạc Giao nói các ngươi là ai. Có thể biết nơi đây là địa phương nào? Đây là quảng trường Thiên Tuyệt, Côn Lôn hư thiên tài trận chiến địa phương. Mà phía sau ngươi người thanh niên kia phá hoại quy tắc, lạm sát kẻ vô tội. Loại người này, ta đối phó hắn chẳng qua là thay trời hành đạo. Ta khuyên ngươi hay là để cho mở, ngươi tù vì có thể liền ta nhất kích cũng không gánh nổi. Kính Thủy Tiên Sinh trong tay kiếm xanh chỉ một cái, lăng liệt sát ý bùng nổ. Chuyện này, vạn người nhìn, nếu như không có chính xác xử lý, thanh danh của hắn để nơi nào. Lạc Giao bước chân bước ra, quanh thân một tia màu tím khí lưu vần quanh, nếu như ta nhất định phải đảm bảo hắn đâu. Vậy thì cùng nhau đưa ngươi lên đường. Kính Thủy Tiên Sinh ngay tức thì hóa là một đạo tàn ảnh. Diệp Thần một cái tát kia vô cùng rõ ràng, gò má đau rát phảng phất là khuất nhục. Bất kể như thế nào, Diệp Thần phải chết. Nếu trước mắt cái này bé gái vậy không biết trời cao đất rộng, vậy hắn liền giải quyết chung liền đi. Gió lớn gầm thét, bụi đất lan tràn. Kính Thủy Tiên Sinh sát ý tựa như một con cự thú, vô tình hướng Lạc Giao chiếm đoạt đi. Nhưng là Lạc Giao đứng căn bản không động, chỉ như vậy có nhiều thú vị nhìn chằm chằm đối phương, tựa như cái gì cũng không quan tâm. Ngay tại Kính Thủy Tiên Sinh kiếm xanh phá vỡ không khí, cường thế hạ xuống lúc đó, Lạc Giao bên người ông già động. Năm ngón tay bấu vào vậy tôn cổ đỉnh. Còng lưng thân thể lại một tay cử đỉnh. Đồng thời, cổ đỉnh một chuyển, ở trong tay hắn vô cùng linh hoạt. Cuối cùng, chợt đập ra ngoài. Đinh, một tiếng, kịch liệt sao hỏa bắn ra bốn phía, một đạo tiếp theo một đạo đợt khí dạo dược chạy đi. Có mấy vị đến gần người tu luyện, không có dấu hiệu nào đánh bay ra ngoài. Cổ đỉnh và kiếm xanh vẫn còn ở giằng co. Lại có thể không có phân ra thắng bại. Kính Thủy Tiên Sinh vậy nụ cười lạnh như băng tựa như cứng ngắc. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này không biết tu vi sâu cạn cụ già. Cái này cụ già kết quả là người phương nào, tại sao cũng như này lực. Xem cái này tu vi tuyệt đối không bằng hắn dưới. Hơn nữa rất rõ ràng, cái cụ già này là bảo vệ cô gái kia tồn tại. Thu tay lại đi, nhà ta tiểu thư không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cụ già lên tiếng, thanh âm rất nhẹ. Giống như nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Kính Thủy Tiên Sinh gia tăng lực lượng, tức giận nói. Lão phu chẳng qua là Nhàn Vân Giã Hạc mà thôi, lần này đi ra, chỉ vì bảo vệ tiểu thư không chịu bất kỳ tổn thương, tiểu thư biến mất nhiều năm như vậy, rốt cuộc về nhà, không thể lại chịu khổ. Cụ già tiếp tục nói. Nói nhảm cái gì, nếu không nói thân phận, hôm nay ta liền phá vỡ ngươi cổ đỉnh. Kính Thủy Tiên Sinh mũi chân nhẹ một chút, một cước chợt dẫm ở cổ đỉnh trên, rồi sau đó cổ tay run một cái, một đạo thị huyết sắc bén bỗng nhiên bắn ra. Quá nhanh, tiếng rít bén nhọn, phá vỡ động lại hết thảy, tựa như xé quảng trường Thiên Tuyệt. Cụ già lắc đầu một cái, ngón tay bắt pháp quyết, rồi sau đó, chỉ điểm một chút ở cổ đỉnh trên. Ngay tức thì cổ đỉnh chỗ rách phun ra từng đạo kiếm ý. Kiếm ý rậm rạp chằng chịt. Tựa như rơi xuống tinh thần, mang diệt phong thế, hướng Kính Thủy Tiên Sinh sắc bén đi. Kiếm ý xông lên thiên, thiên đạo chấn động. Thấy một màn này, Kính Thủy Tiên Sinh con người bỗng nhiên co rúc lại. Lực lượng này, cái này cổ đỉnh, hắn nghĩ tới điều gì? Đan hư tháp. Chẳng lẽ cái này lão người đến từ đan hư tháp? Điện quang đá lửa bây giờ, hai đạo lực lượng va chạm. Thiên địa không ánh sáng. Ngày tháng không màu. Từng đạo đợt khí tựa như bom nguyên tử nổ tung vậy, hai người chỗ ở mặt đất lại là xuất hiện một đạo to lớn hố sâu. Chung quanh lôi đài lại là tiêu tản ra. Thậm chí có tê liệt kiếm ý hướng oải quấy đi.
Những cái kia người vây xem vội vàng lui về phía sau, vốn cho là kính thủy tiên sinh tất nhiên nghiền ép, nhưng là bây giờ xem ra, vậy đột nhiên xuất hiện ông già vậy không thể coi thường à. Ung ung, chỗ đi qua, cỏ cây không sinh, một mảnh hỗn độn, thậm chí quảng trường thiên tuyệt trận pháp, xuất hiện vết rách, mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Hai đạo cường giả trí cường nhất kích, làm sao ngăn trở à? Ta mới vừa mới nói rất rõ ràng, người tại sao không nghe? Người thân phận không bình thường, nhưng là nhà ta tiểu thư giống như vậy. Ta hy vọng chuyện này điểm đến thì ngưng. Lão nhân nói. Hắn giọng hoàn toàn không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Sau đó, kính thủy tiên sinh và cụ già ngay tức thì tách ra. Vậy cổ đỉnh bị cụ già vững vàng thả ở trên mặt đất, hắn lần nữa trở lại Lạc Giao bên người. Mà Lạc Giao nhưng là khá là thần khí quay đầu, đối với Diệp thần nói, Diệp tiên sinh, bây giờ biết sau lưng ta lực lượng mạnh mẽ đi, bây giờ gia nhập ta, vẫn còn kịp nha. Ở Lạc Giao trong mắt, Diệp thần cố nhiên thiên phú vũ đạo và cơ duyên không tệ, nhưng là cùng nàng thuật luyện đan so với, chênh lệch quá nhiều. Diệp thần nên đắm chìm trong luyện đan bên trong. Diệp thần sâu đậm nhìn một cái ông cụ kia, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vốn cho là đan hư tháp và Lạc Gia không việc gì quá lớn danh tiếng, bây giờ nhìn lại, cái này Lạc Giao sau lưng gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Nếu không làm sao có thể có cường giả như vậy bảo vệ. Kính thủy tiên sinh đem kiếm xanh thu hồi, mở miệng nói các hạ có thể là tới từ đan hư tháp. Cụ già không trả lời dự định, mà là nhắm mắt lại, coi giữ Lạc Giao. Mà người chung quanh nhưng là hoàn toàn sao khai trừ nồi. Đan hư tháp. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra cứu Diệp thần người lại đến từ đan hư tháp. Đan hư tháp là Côn Lôn hư cực kỳ thế lực thần bí, cũng là Côn Lôn hư đan dược trí cao cung điện. Nơi đó không chỉ có cao cấp đan sư, còn có cao cấp cường giả. Vô số cường giả vì đi đan hư tháp đòi một viên đan dược, thậm chí nguyện ý buông tha tôn nghiêm. Lâu ngày, Côn Lôn hư cường giả đối với đan hư tháp tự nhiên kiêng kỵ. Trọng yếu nhất là, đan hư tháp chỗ ở thành đan hư, có nghiêm khắc mời cơ chế. Nếu như không có đại năng mang ngươi, căn bản không có cơ hội bước vào. Chính là nghiêm ngặt. Vậy đan hư tháp và Côn Lôn hư rất nhiều phương so sánh, quá mức thần bí, tựa như ẩn sĩ chi địa. Lạc Giao nhìn kính thủy tiên sinh kiêng kỵ dáng vẻ, cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao, tại sao không động thủ? Kính thủy tiên sinh do dự mấy giây, vẫn là chắp tay thỏa hiệp nói, vị tiểu thư này, y thần môn Diệp thần và ta có một ít thù riêng, xin không muốn ngăn trở, còn như chuyện mới vừa rồi, ta nguyện ý đối với tiểu thư nói áy náy. Kính thủy tiên sinh thỏa hiệp. Hắn không có lựa chọn. Bởi vì thần bí kia ông già tồn tại, hắn căn bản không có thể gần thêm bước nữa. Dưới mắt duy nhất biện pháp, liền để cho cô gái này buông tha bảo vệ Diệp thần. Hắn trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, Diệp thần chẳng qua là một tên phế vật mà thôi, đỉnh có nhiều chút kỳ ngộ, tại sao phải có như thế nhiều thân phận không nhất thiết người đẹp vừa ý người này. Trước có Kỳ Tư Thanh, sau có cô gái này. Tiểu thư suy tính như thế nào, ta nguyện ý lấy một tôn thượng cổ đan đỉnh thành tựu nhận lỗi. Kính thủy tiên sinh sử dụng một tôn đỏ thẫm đan đỉnh. Đan đỉnh chi trên có từng đạo long phượng đường vân, khắp nơi lộ ra thượng cổ chi vận. Nếu như luyện đan, hiệu quả tất nhiên thật tốt. Cái này gọi là đầu kỳ sở hảo. Thượng cổ đan đỉnh vừa ra, vắng lặng ý lan ra. Vô số đôi ánh mắt nhìn về phía cô gái kia. Mà cô gái kia giờ khắc này, nhưng là đón vô số người ánh mắt, một bước bước ra. Quanh thân lụa mỏng trôi giạt, tựa như dáng trần thiếu nữ. Đột nhiên cô gái này hai tròng mắt bộc phát ra cực kỳ uy áp, sóng âm dạo dực. Cái này cái rác dưới đan đỉnh còn dám lấy ra xấu hổ mất mặt. Đuổi ăn mày không được. Lời này một nơi, đám người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rác dưới đan đỉnh. Cái này thượng cổ vật lại đang thiếu nữ trong mắt là rác dưới. Liền liền kính thủy tiên sinh cũng là khóe miệng co quắp, có chút không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, thiếu nữ lại là bước ra một bước. Mỗi một bước mang một câu lãnh ngữ vang khắp quảng trường thiên tuyệt. Còn nữa, nói xin lỗi, ta Lạc Giao cần ngươi nói xin lỗi sao? Kính thủy, ngươi nếu muốn biết ta thân phận, ta liền nói cho ngươi.
ta đến từ đan hư tháp Lạc Gia. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi thực lực cũng hoặc là ngươi ở Côn Lôn hư mạng giao thiệp có thể dung chuyển Lạc Gia, cứ việc động thủ. Lạc Giao nhìn Kính Thủy mặt đầy khiếp sợ, hài lòng được tiếp tục mở miệng nói. Còn nữa, Diệp Thần là ta Lạc Gia người, ngươi nếu dám động hắn, chính là cùng đan hư tháp là địch, cùng những cái kia cao cấp tông môn cường giả là địch. Ngươi cử hành là cái gì chó má Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến, thật là buồn cười. Ta biết rất nhiều hơn cao cấp thiên tài cũng không có tới, ngươi thật cho là ngươi mạng giao thiệp thông thiên. Ở những cường giả chân chính kia trong mắt, ngươi bất quá là con kiến hôi. Một bước một câu, Lạc Giao đi bảy bước. Mà Kính Thủy tiên sinh sắc mặt giờ phút này nhưng là trắng bệch. Bị như vậy làm nhục, hắn vốn nên giận dữ giết người. Nhưng là người thiếu nữ này thân phận lại để cho hắn hoàn toàn không có tức giận có thể. Đan hư tháp chỉ có một Lạc Gia. Mà Lạc Gia có một vị thượng cổ đan sư, vẫn tồn tại hậu thế. Hàng năm hoa mai nở rộ, Côn Lôn hư vậy mấy cái chân chính cao cấp tông môn tông chủ cũng sẽ đích thân viếng thăm. Chỉ riêng tầng quan hệ này, liền không người dám động. Mấu chốt Y Thần môn Diệp Thần như thế nào cùng loại này đồ vật khổng lồ liên hệ quan hệ. Đám người chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vậy vô số đạo ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thần, giờ khắc này, chỉ còn lại hâm mộ và ghen tị. Kỷ Tư Thanh bảo vệ Diệp Thần dòng dã 5 năm dài. Bây giờ bị Kha trưởng lão dẫn rời để cho bọn họ cảm giác hả hê lòng người. Nhưng là giờ khắc này lại tới một cái Lạc Gia tiểu thư, bọn họ thật muốn khạc ra một hớp lão máu. Cái này Diệp Thần lại mẹ hắn không hiểu luyện đan, Lạc Gia làm sao biết vừa ý. Mà giờ khắc này Diệp Thần diễn cảm nhưng là cổ quái, hắn nhìn Lạc Giao vậy câu người hình bóng. Chân thực không nghĩ ra, như vậy gia tộc cao cấp đại tiểu thư, tại sao phải ở sát lục chi địa ngây ngô lâu như vậy? Còn dốc lòng luyện đan. Đến nỗi vậy. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì ẩn tình? Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh lúc đó, Kính Thủy tiên sinh đột nhiên chắp tay lên tiếng, nguyên lai là Lạc Gia tiểu thư, mấy chục năm trước ta từng bái phỏng qua lệnh tôn, đáng tiếc, lệnh tôn đang luyện đan không thấy. Hôm nay xúc phạm, Kính Thủy nhất định đi đan hư tháp bồi tội. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói cái gì, bên người nàng cụ già lại lên tiếng, tiểu thư, xong hết rồi. Ngươi đừng quên ngươi và lão gia bây giờ quan hệ, nếu như người này cầm sự việc thọt đến Lạc Gia đi, đối với ngươi mà nói cũng là phiền toái. Còn có chó nóng này cũng sẽ nhảy tường, cái kính này nước thân phận không đơn giản như vậy, hắn nếu quả thật thi triển toàn lực, người ta thật không nhất định đi. Lạc Giao vốn còn muốn tiếp tục đùa bỡn một phen, nhưng nghe hoàn lời của lão giả, hay là đem trong miệng lời lừa dối nuốt xuống. Sau đó, nàng liền đối với Kính Thủy tiên sinh nói, bây giờ ta Lạc Gia phải dẫn đi Diệp Thần, người có thể có ý kiến. Kính Thủy tiên sinh trong mắt thoáng qua một tia âm ngoan. Hắn không thể nào để cho chạy Diệp Thần, nhưng là dưới mắt đan hư tháp Lạc Gia đi ra, có một số việc hắn cũng không cách nào nắm trong tay. Hắn đích xác có thể vận dụng một ít thủ đoạn bắt lại vậy lão giả và thiếu nữ, có thể như vậy thứ nhất, hắn liền hoàn toàn đắc tội Lạc Gia. Đan đạo gia tộc giận dữ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, cùng với chỗ xa kia đang ngủ tiểu hoàng. Gò má đau rát không ngừng truyền tới. Sỉ nhục toàn tâm à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.